một đao tịch diệt, một kiếm phi tiên, mền mông chư thiên, ai chủ chìm nổi. Thiên Long bát bộ, bất lão trường xuân. Lục tiểu phượng truyền kỳ, phá toái hư không. Côn lôn, luyện hư hợp đạo. Đại đường sông Long truyền, ma tâm chủng đạo. Đao hành hung hãn trong tuyết, tam giáo hợp nhất. Xuyên qua thế giới. Thiên Long bát bộ, lục tiểu phượng truyền kỳ, côn lôn, đại đường sông Long truyền, trong tuyết dũng mãnh đao hành thiếu niên ca hành, tương dạ, một đời chi tôn. Tiểu thuyết máu chốt Chư thiên từ thiên long bát bộ bắt đầu không đạn cửa sổ, chư thiên từ thiên long bát bộ bắt đầu txt toàn tập đao loa, chư thiên từ thiên long bát bộ bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Vô lượng ngọc bích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Vô lượng ngọc bích tử thạch đỉnh núi vạn nhận phong, ngân đào rơi xuống mấy ngàn trọng, lăng hư hóa thành khói nhẹ nghi là tầng tiêu vũ ngọc long đại lý vô lượng sơn xuyên qua sơn cốc cây cối xanh ung đi qua núi non hiểm trở mặc áo gió leo núi chuyên nghiệp chân đi dày leo núi đá cứng rắn lục nguyên vũ trang hạng nặng tinh thần phấn chấn rốt cục đi tới bên bờ đầm sâu thác nước giống như tiên cảnh nhân gian này trước mắt chứng kiến bốn phía nơi đây cây cối xanh ung vách đá đứng vững một cái thác nước thật lớn từ vách núi cao mấy trăm mét bay xuống phun châu phun ngọc, khí thế bàn bạc. Nhìn thác nước trút xuống hình thành thâm đàm bên cạnh, cái kia một khối to lớn bóng loáng giống như ngọc bích bình thường cự thạch, lục nguyên trong lòng vui mừng nói. Vô lượng ngọc bích, rốt cục tìm được. Khóe miệng lục nguyên tràn ra một nụ cười vui sướng. Vào giờ khắc này, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Lục nguyên cũng không phải cái này phương thời không người, trước đây không lâu, hắn còn là một cái trà trộn tại cái nào đó song song thời không hoa hạ quốc vân hải thị như vậy trong nước một đường thành phố lớn hưởng thụ cửu cửu lục phúc báo bình thường xả súc một lần nào đó trở lại quê nhà quét dọn vệ sinh thời điểm ở trong nhà hầm lục nguyên phát hiện một đạo thê lương cổ xưa thần bí khó lường cửa ngọc trên cửa ngọc thần quang lưu chuyển không biết đi thông nơi nào điều này kích thích lòng hiếu kỳ của lục nguyên rất lớn theo bản năng hắn dự định vào bên trong cẩn thận thăm dò một phen. Vì thế Lục Nguyên về đến nhà, mặc vào một thân mấy năm trước đây mua chuyên nghiệp leo núi trang bị, liền khẩn cấp chạy về hầm, đem tay chạm vào Ngọc Môn trên. Ông ông! Ngọc Môn quan chuyển, Lục Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một đạo ngũ sắc hoa quan, trong tối tâm, hắn phản phất thấy được một mảnh vũ trụ hư không, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một tòa mây sâu sương mù nhiễu trên núi cao. Từ cái kia đạo thần bí ngọc môn mạnh mẽ nhét vào trong đầu trong trí nhớ, Lục Nguyên biết được, chính mình xuyên qua đến Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ thế giới, nơi này là Vân Nam đại lý, Vô Lượng Sơn. Giang hồ ràng buộc lữ hành, khoái ý ân cừu, cùng rất nhiều người bình thường giống nhau, Lục Nguyên từ nhỏ cũng có một cái võ hiệp mộng. Khi còn bé, hắn liền thường xuyên ảo tưởng mình có một ngày có thể đi tới thế giới võ hiệp, luyện thần công tuyệt học, thưởng thức cảnh đẹp giai nhân, khinh y khoái mã trường kiếm thiên nhai không phụ tuổi thanh xuân chỉ là chờ sau khi lớn lên lục nguyên lúc này mới phát hiện mộng chính là mộng hiện thực tàn khốc hơn nhiều so với giấc mơ sau khi làm việc thức đêm tăng ca đau xương cổ mới là thái độ bình thường trong cuộc sống của anh bởi vậy đối với lục nguyên mà nói trận xuyên qua này không khác gì một lần tân sinh ngọc môn đúng là một kiện dị bảo có thể mang ta xuyên qua thế giới võ hiệp tại thế giới khác nhau thu được danh vọng danh tiếng có một phen làm về sau liền có thể xuyên qua thế giới tiếp theo vừa mới xuyên qua lúc lục nguyên đã tự ẩn núp ở chính mình ý thức sâu trong ngọc môn biết được những tin tức này mà muốn làm được những thứ này một thân độc bộ thiên hạ võ công tất không thể thiếu luyện võ ta nhất định phải luyện võ lục nguyên thờ phụng một câu quyền chính là quyền nắm tay chính là nắm quyền ra quyền có lực chính là quyền lực. Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, mà trước mắt thì có một cái thu hoạch quyền lực tốt nhất cơ duyên. Vô lượng ngọc bích, lan hoàng phúc địa. Đoạn dự, một trong ba nhân vật chính của thế giới thiên long bát bộ, đã giành được vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ta là Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. Xem qua Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết, nghĩ đến đều đối này hai môn, treo bức, võ học ấn tượng khác sâu. Lăng Ba Vi Bộ chính là tiêu giao phái thượng thừa khinh công, bộ pháp thần diệu, nguyên tác lý đoàn dự từng ý vào này công nhiều lần thoát hiểm. Bắc minh thần công thì càng ghê gớm, có thể hút nội lực người cho ta sử dụng, lại không có tác dụng phụ, ở trong thế giới võ hiệp có thể nói là thần kỹ. Đáng tiếc, trong thiên long thế giới, đoàn dự cũng được, hư trúc cũng được, đều không có đem môn thần công này luyện toàn bộ, vả lại hai người đều hết lòng tin Phật giáo, không đành lòng sát sinh, không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất của môn thần công này dù vậy hai người có bắc minh thần công trong người ở hậu kỳ cũng đủ để tiếu ngạo giang hồ trở thành tuyệt đỉnh thiên hạ lục nguyên phi thường may mắn may mắn ngọc môn không đem chính mình trước ném tới cổ long võ hiệp thế giới tại những kia tràn ngập âm mưu quỷ kế bình quân đầu người lão tiền xu thế giới cổ long võ hiệp dù là có độc bộ thiên hạ võ công cũng tùy thời đều có cống nằm bên trong lật thuyền khả năng mà thế giới võ hiệp kim dung tương đối mà nói thì ôn hòa hơn nhiều là người mới xuyên qua thích nhất chớ nói chi là ngọc môn còn thuận tay đem hắn đưa đến đại lý vô lượng sơn điều này làm cho lục nguyên không thể không thầm nghĩ có lẽ chính mình cũng là cái thiên mệnh nhân vật chính gì đó việc cấp bách vẫn là nhanh chóng tìm được lan hoàng phúc địa có dấu bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ cũng không biết nội dung vở kịch tiến hành tới nơi nào nếu đoàn dự đã rơi xuống vách núi tìm được lan hoàng phúc địa ta liền khóc cũng không có chỗ khóc lục nguyên chủ thứ rõ ràng xuyên qua chỉ là cho hắn trở nên mạnh mẽ cơ duyên mà có thể hay không nắm chắc cơ hội trở thành cường giả còn phải xem hắn sau đó hành động nghĩ tới đây lục nguyên cũng không thể không cảm thấy may mắn chính mình trước khi đến đem cái kia một thân leo núi trang bị xuyên vào nếu không trực tiếp xuyên qua đến mảnh này rừng rậm nguyên thủy lại không có học qua võ công hắn núi rừng độc chướng xa trùng chuột kiến cũng đủ để đưa hắn lên tây thiên có trang bị chuyên nghiệp lại biết lan hoàng ngọc động chỗ ở là một chỗ có thác nước rơi xuống thâm cốc lục nguyên tìm ba ngày ba đêm rốt cục tìm được vô lượng ngọc bích chỗ ở lúc này đã là hoàng hôn lục nguyên đi tới bên cạnh đầm nước dưới thác nước buông ba lô xuống lấy ra mấy miếng bánh mì cuối cùng ăn ngấu nghiến nước suối trong veo đợi hắn ăn no về sau lúc này mới chậm rãi đánh giá nơi này lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi trên trời dâng lên một vầng trăng sáng ánh trăng chiếu vào trong hồ giữa hồ cũng là một cái sáng tỏ trăng tròn nhìn kỳ cảnh xa hoa này lục nguyên không khỏi thán phục nói thật sự là tiên cảnh nhân gian trách không được vô nhai tử và lý thu thủy lại lựa chọn ẩn cư ở đây chỉ là nhìn một hồi lục nguyên liền bắt đầu tìm kiếm hắn nhớ rõ mục tiêu chuyến đi này của mình mau chóng tìm được lan hoàng phúc địa mới là việc cấp bách có đối với nguyên tác mơ hồ trí nhớ lục nguyên rất nhanh liền tìm được ở vào một mảnh cây ăn quả chua dưới loại nhỏ vách đá cùng thác nước bên cạnh vô lượng ngọc bích giống nhau mảnh này loại nhỏ vách đá cũng là bằng phẳng bóng loáng trắng loãng như ngọc ta nhớ rõ nguyên lý của vô lượng ngọc bích ánh trăng đầu tiên là chiếu bóng người lên phiến đá nhỏ này sau đó chiếu lên vách đá lớn cách hồ năm xưa vô nhai tử và lý thu thủy hai người chính là múa kiếm ở đây bị vô lượng kiếm phái trên núi lầm tưởng là tiên nhân múa kiếm nghĩ tới đây lục nguyên nổi hứng chơi đùa không ngừng vặn vẹo dáng người quả nhiên ở vách đá lớn thấy được hình chiếu của mình cảm giác thật là thú vị vị trí lan hoàng ngọc động cần phải đợi ánh trăng chiếu kiếm màu trên vách đá lên vách đá nhỏ mới có thể hiện ra xem ra đêm nay phải thức đêm y theo nguyên tác lục nguyên rất nhanh liền tìm được thanh kia khảm ở trên vách đá bảo thạch thần kiếm sau đó liền đau khổ chờ đợi đợi đến khi trăng lặn về phía tây canh bốn lục nguyên phát hiện bóng kiếm trên vách đá nhỏ nghiêng về phía bắc mũi kiếm nhắm ngay một tảng đá lớn chính là nơi này nằm ở bên vách đá lại ngủ một lát cho đến khi sắc trời sáng rõ lục nguyên phương mới đưa tay đẩy tảng đá lớn quả nhiên tảng đá kia có cơ quan chậm rãi chuyển động lộ ra một huyệt động cao ba thước lan hoàng phúc địa rốt cục tìm được rồi nơi này không có chút dấu vết nào bị người ta lật qua lật lại rất hiển nhiên đoàn dự còn chưa tới nơi này vừa nghĩ tới hai đại thần công bị giấu ở trong lan hoàng phúc trong lòng lục nguyên một mảnh lửa nóng. Sách mới truyền lên, cầu đề cử. Cầu sưu tầm. Cầu vé tháng. Hết chương này. Chương 2. Bắc Minh Thần Công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2. Bắc Minh Thần Công mở cửa lan hoàng phúc địa ra, lục nguyên cũng không vội tiến lên, trong nguyên tác từ sau khi Lý Thu Thủy và Nhai Tử mở ra, nơi đây đã mấy chục năm không có người đi chân, bên trong hẳn là tràn đầy mùi mốc lại đợi nửa giờ lục nguyên mới vừa không nhanh không chậm tiến vào lan hoàng phúc địa vị trí kỳ thật chính là thác nước đầm nước vị trí đáy nước trên đỉnh động khảm một khối thủy tinh lớn tiếp dẫn ánh sáng mặt trời khiến cho cá bơi tôm lớn trong nước có thể thấy được rõ ràng có thể thấy được vì tu kiến nơi ẩn cư này vô nhai tử năm đó cũng là phí đại công phu chỉ là bây giờ thôi tất cả đều rẻ hơn lục nguyên không có để ý chỗ này đỉnh cấp hồ cảnh phòng phong cảnh, lục nguyên bước nhanh về phía trước, lần nữa mở ra một tòa cửa đá, đập vào mắt, là một tòa trông rất sống động ngọc tượng. Ngọc này to bằng người lạ, trên người có một chiếc áo lụa màu vàng nhạt hơi rung động. Càng kỳ lạ chính là đôi mắt trong suốt có ánh sáng, thần thái phi dương, tựa như người sống. Lục Nguyên biết, bức tượng ngọc này chính là ngòi nổ khiến vô nhai tử và lý thu thủy trở mặt, tiêu giao tam lão yêu nhau giết nhau mấy chục năm gần đến lúc sắp chết, Thiên Sơn Đồng Mổ và Lý Thu Thủy mới phát hiện, thì ra vô nhai tử thật lòng yêu say đắm, lại là tiểu muội của Lý Thu Thủy. Những này tiêu giao phái bát quái, Lục Nguyên cũng không có hứng thú, y theo Lục Nguyên suy nghĩ, tại sao phải chọn? Tại sao phải tránh? Có bản lĩnh, đem Lý Thu Thủy, đồng mổ mấy nữ cùng nhau thu vào trong phòng là được. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì vô nhai tử tính tình quá mềm yếu, thủ đoạn không đủ cao, võ công cũng không đủ mạnh. Nếu võ công vô nhai tử có thể mạnh đến mức đồng thời áp chế thiên sơn đồng mổ cùng lý thu thủy, liền có thể tùy tâm sở dục không vượt quá khuôn phép, làm sao còn có bi kịch phía sau phát sinh. Tìm được rồi. Thần tiên tỷ tỷ trong mắt đoạn dự này đẹp thì đẹp, rốt cuộc không phải người sống, lục nguyên rất nhanh liền dời đi chú ý, ở vị trí bồ đoạn dưới chân, tìm được bao lụa có dấu bắc minh thần công. Lục Nguyên trực tiếp không để ý bên ngoài túi lụa viết học thành xuống núi, vì dư dết hết đệ tử tiêu giao phái, có một bỏ sót, dư vu thiên địa cảnh cảnh hận giả. Khẩn cấp lấy ra một cuồng lụa từ trong túi lụa, mở ra, nhìn hàng thứ nhất viết bốn chữ Bắc Minh Thần Công, lúc này Lục Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, Bắc Minh Thần Công rốt cục tới tay. Lục Nguyên vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn lớn tuổi, năm nay đã 28 tuổi hắn, muốn tập võ mà học có thành tựu, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, Bắc Minh Thần Công có thể hút nội lực người vì mình dùng, chính là căn cơ tập võ tương lai của mình. Bình phục tâm thần, lục nguyên mở cuộn lụa ra, chậm rãi đọc. Trang tử tiêu giao du có câu. Cùng phát chi Bắc hữu minh hải giả, thiên trì giả. Hữu ngư yên, kỳ rộng mấy ngàn dặm, bất hữu tri kỳ tu giả. Lại nói. Vả phu thủy chi tích cũng không dày, tắc kỳ phụ đại chu cũng vô lực. Cốc nước ở trên thung lũng đường, tắc giới vi chi chu, bố bôi yên tắc giao, thủy thiển nhi chu đại giả. Là cố bản phái võ công, lấy tích góp nội lực làm trọng nghĩa hàng đầu. Nội lực đã dày, võ công thiên hạ đều cho ta sử dụng, do chi bắc minh, thuyền lớn thuyền nhỏ không chở, cá lớn cá nhỏ không tha. Là cố nội lực làm gốc, chiêu số là mạc. Các đồ dưới đây, cần phải dụng tâm tu tập. Bắc Minh Thần Công mở đầu Minh Nghĩa, đầu tiên là một đoạn tổng cương, nói rõ võ học nghĩa lý bắt nguồn từ trang tử Tiêu Giao Du. Lục Nguyên tiếp tục lật xem, cuốn dài phía sau Nguyên Nguyên đều là khỏa thân nữ bức họa, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc hiện trước ngực, hoặc thấy sau lưng, tượng người khuôn mặt đều là bình thường, nhưng hoặc vui hoặc sầu, hoặc ẩn tình ngưng mắt, hoặc giận dỗi bạc giận, thần sắc khác nhau, trông rất sống động. Bắc Minh Thần Công tổng cộng có 36 bức hình, trên mỗi bức tượng đều có đường nhỏ hai màu đỏ xanh, ghi chú rõ bộ vị huyệt đạo và pháp quyết luyện công. Ông nội của Lục Nguyên chính là một lão trung y am hiểu chăm cứu mát xa, ông học sâu xa từ nhỏ, lại còn nhiệt tình yêu thương đối với võ công thời niên thiếu, đối với những huyệt vị kinh mạch này ngược lại là môn thanh. Ngược lại là lăng ba vi bộ mà Bạch Quyển cuối cùng nhắc tới, bởi vì liên quan đến dịch kinh 8864 quẻ, tuy có hình ảnh ý bảo, hắn bởi vì không biết dịch kinh, ngược lại xem không hiểu lắm, không thể tu luyện. Bởi vậy, Lục Nguyên đem toàn bộ lực chú ý đều chuyên chú vào Bắc minh thần công, rất nhanh liền phát hiện môn thần công này bác đại tinh thâm. Thế giới võ hiệp, thiên hạ võ học, lúc tu hành đều liên quan đến kỳ kinh bát mạch, thập nhị đứng đắn, nhưng bởi vì bộ vị tu luyện bất đồng, đều có trọng lượng riêng. Nhưng Bắc minh thần công bất đồng, kỳ kinh bát mạch, thập nhị đứng đắn, môn thần công này cương nhiên đều có liên quan nhớ lại nguyên tác, đoàn dự luyện chỉ là hấp công của bức đồ thủ thái âm phế kinh thứ nhất và tích công của bức đồ nhâm mạch thứ hai tương ứng mà thôi, một hấp một tích, đây chỉ bất quá là một phần 18 của toàn bộ Bắc minh thần công. Mà Bắc minh thần công hoàn chỉnh, ngoại trường nhâm đốc nhị mạch, chuyên môn tích trữ nội lực. Kỳ kinh bát mạch, 18 điều kinh mạch còn lại trong 12 chính, đều có một môn hấp công tương ứng với nhâm mạch hoặc đốc mạch, nơi này chính là 18. Hai ba mươi sáu bản vẽ mà hấp công của 18 đầu kinh mạch này là thành, như vậy hấp công của huyệt đạo giao hội giữa nhâm đốc nhị mạch cũng tự nhiên luyện thành, cuối cùng vạn xuyên quy hải, trên dưới toàn thân, tất cả huyệt đạo đều có thể thi triển Bắc Minh thần công, đây chính là uy lực của Bắc Minh thần công phiên bản hoàn chỉnh. Càng hiểu rõ Bắc Minh thần công, Lục Nguyên lại càng cảm thấy đáng tiếc cho đoàn dự, may mắn lần này đạt được Bắc Minh thần công chính là hắn, thân là người hiện đại, Lục Nguyên không có đủ loại gánh nặng tâm lý trên người đoàn dự cho nên hạ quyết đoán nhất định phải đem môn thần công này luyện thành tài xuất tốc nói luyện là luyện lục nguyên ngồi ngay ngắn trên giường đá khoanh chân ngồi lật cuộn lụa lên bức tranh đầu tiên của thái âm phế kinh chỉ thấy trên cuộn lụa đơn giản viết bắc minh thần công hệ dẫn thế nhân chi nội lực mà vì ta có bắc minh đại thủy không phải do tự sinh ngữ vân bách xuyên hội hải đại hải chi thủy dĩ dung bách xuyên nhi đắc đại dương mênh mông khổng lồ, bưng ở tích tụ. Thủ thái âm phế kinh này là bài học đầu tiên của Bắc Minh Thần Công. Phía dưới viết chính là phương pháp luyện chi tiết môn công phu này. Trước mắt nhìn thấy, một đường công màu xanh lá cây bắt đầu từ huyệt trung phủ, dọc theo cánh tay vân môn, thiên phủ, hiệp bạch, thước trạch, khổng nhất, liệt khuyết, kinh cừ, thái uyên, ngư tế, cho đến huyệt thiếu thương trên ngón cái. Cuối cùng viết. Thế nhân luyện công, đều từ trung phủ mà ít nhất là thương, tiêu giao phái ta thì đi ngược lại, từ thiếu thương tới trung phủ, ngón cái tiếp xúc với người, nội lực của người kia liền nhập vào người ta, cất giữ ở các huyệt trung phủ. Nhưng nội lực của địch nếu thắng ta, thì nước biển chảy ngược xuống sông, hung hiểm không gì hơn, thận trọng, thận trọng. Đoạn văn tự này chú giải, lời ít ý nhiều điểm ra tu luyện Bắc minh thần công hai đại mấu chốt, thứ nhất phải tán hết võ công, hoặc là không biết bất kỳ võ công nào, vì sao? bởi vì con đường tu luyện của bắc minh thần công hoàn toàn bất đồng với võ công thiên hạ lộ tuyến hành khí hoàn toàn tương phản người tu luyện qua võ công khác khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng nếu không thể quên tận sở học trước đó tất sẽ dẫn đến nội lực xung đột kinh mạch đều phế mà chết đây đối với lục nguyên mà nói không phải vấn đề bởi vì bắc minh thần công chính là lục nguyên gặp qua môn võ công thứ nhất trước đó hắn chưa bao giờ luyện qua cái khác võ công thứ hai là sau khi luyện thành Bắc Minh thần công, không thể thu nạp nội lực vượt xa người của mình, nếu không cũng có nguy cơ nội lực đổ ngược mà chết, điểm này, Lục Nguyên cũng khắc ghi trong lòng. Sau đó, Lục Nguyên liền bắt đầu tại Thiên Long Bát Bộ thế giới lần thứ nhất tu luyện. Sách mới truyền lên, cầu đề cử. Cầu sưu tầm. Cầu vé tháng. Hết chương này. Chương 3. Quen biết đoàn dự. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương ba quen biết tập võ khó sao. Mỗi người vì tư chất mà định, Lục Nguyên lại phát hiện, đối với mình mà nói, tự hồ một chút cũng không khó. Bắc Minh thần công kia vô cùng phức tạp hành khí tuyến đường, còn có huyệt vị quan tưởng phương pháp, Lục Nguyên nhìn hai lần, liền toàn bộ ghi nhớ, nhắm mắt lại, rõ mồn một trước mắt. Lục Nguyên lúc này mới phát hiện, chính mình tự hồ đã gặp qua là không quên được năng lực, tự hồ thần bí ngọc môn kỳ dị lực lượng, không chỉ có để cho chính mình chân thân xuyên qua còn để cho chính mình cổ thân thể này có chút trước nay chưa từng có thiên phú hết thảy phát sinh kế tiếp lần thứ hai chứng thực suy nghĩ của lục nguyên bất quá một nén nhang lục nguyên liền đem kinh mạch huyệt đạo trên bắc minh thần công thủ thái âm phế kinh tưởng không sai tu luyện hoàn thành chỉ là nội lực trên người mình hoàn toàn không có tự nhiên cũng không cách nào vận công thông hành kinh mạch tiếp theo liền luyện mạch trên bức tượng thứ hai trên mạch này có đánh dấu mũi tên màu đỏ bắt đầu từ huyệt hội âm giữa hậu môn và hạ âm từ các huyệt khúc cốt trung cực quan nguyên thạch môn nối thẳng lên trên đi qua bụng ngực yết hầu tới huyệt thừa tương giữa kẻ răng dưới miệng trên mạch nhâm mạch có rất nhiều huyệt vị xu thế mũi tên màu đỏ lại thẳng tắp một cái mạch này vẫn là nghịch luyện từ thừa tương liêm tuyền thiên đột một đường xuống phía dưới tới hội âm huyệt mà dừng lại lúc này đây lục nguyên cũng chỉ dùng khoảng một nén nhang liền luyện thành nhâm mạch đến tận đây lục nguyên rốt cục xác định chính mình thật sự thành kim đủ gặp qua là không quên được đích luyện võ kỳ tài cứ như vậy tổng cộng không đến nửa canh giờ lục nguyên liền đem Bắc minh thần công bức thứ nhất đồ thủ thái âm phế kinh hấp công cùng bức thứ hai đồ nhăm mạch tích công luyện thành đây đã là nguyên tắc lý đoạn dự luyện thành bộ phận trong nửa canh giờ kế tiếp lục nguyên lại đem bức đồ thủ thứ ba dương minh đại tràng kinh hấp công cùng bức đồ đốc mạch thứ tư tương ứng tích công luyện thành một canh giờ luyện thành bắc minh thần công bốn bức hình tượng lục nguyên đối với chính mình tu hành tiến độ phi thường hài lòng bạch quyển nói mỗi ngày vào giờ mão dậu đều cần dụng tâm tu tập một lần dựa theo tiến độ như vậy chỉ cần ba ngày ta có thể hoàn toàn luyện thành bắc minh thần công nghĩ tới đây lục nguyên trong lòng vui vẻ lần thứ nhất tu luyện võ công liền tinh tiến thần tốc như vậy cũng làm cho lục nguyên triệt để yên lòng đoạn thời gian kế tiếp lục nguyên liền định cư ở đây trải qua cuộc sống ẩn sĩ nhàn vân giả hạt hắn phát hiện một thân trang bị leo núi này luyện võ phi thường bất tiện liền từ trong lan hoàng phúc tìm được vài bộ áo dài áo xanh năm đó vô nhai tử lưu lại tự mình mặc vào trong núi không giáp trên đời đã ngàn năm ở trong cốc ước chừng ba tháng thời gian lục nguyên liền đem bắt minh thần công toàn bộ luyện thành chỉ là hắn chưa bao giờ hấp thụ qua người khác nội lực chính mình tu ra nội lực lại quá mức nông cạn bởi vậy cũng không cảm giác được chính mình có quá nhiều biến hóa ngược lại hình tượng của hắn lúc này so với ba tháng trước đã đại biến một thân đạo bào vải xanh từ trong phúc địa lấy ra nhìn qua đã không khác gì cổ nhân một ngày này lục nguyên giống như thường ngày ngồi xếp bằng ở dưới thác nước một khối cự thạch trên đem trong cơ thể bắc minh thần công làm chu thiên vận chuyển bắc minh thần công phi thường thần diệu lục nguyên bất quá mới học chật luyện cũng đã thân cụ đủ loại thần dị hắn đã làm ra quyết định mấy ngày nay liền rời khỏi nơi này lang bạc giang hồ về phần tơ lụa ghi lại bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ hắn sau khi ghi nhớ toàn bộ liền trực tiếp tiêu hủy bắc minh thần công có truyền nhân như hắn là đủ rồi về phần đoàn dự làm một vương hậu phú quý bình thường đối với hắn mà nói không hẳn không phải là lựa chọn tốt hơn chỉ là hôm nay lại là cùng dĩ vãng bất đồng xa xa vách núi truyền đến một đạo tiếng kinh hô sau đó một cái áo xanh lam lũ khí chất nho nhã thanh niên từ vách núi rơi xuống may mắn bắt được một gốc cây tùng lúc này mới may mắn thoát được một mạng nhìn thanh niên nơm nớp lo sợ bước xuống vách đá lục nguyên thầm nghĩ chắc là đoàn dự rồi đoạn dự rơi xuống vực có nghĩa là nội dung vở kịch Thiên Long Bát Bộ chính thức bắt đầu. Đoàn dự bởi vì phá vỡ gian tình giữa Càn Quan Hào và các quan bội của Vô Lượng Kiếm phái, bị một đường đuổi giết, rơi lầm xuống vách núi, hắn vốn tưởng rằng dưới thâm cốc này là một mảnh tuyệt địa. Thình Linh nhìn thấy Lục Nguyên ngồi trên một tảng đá bên đầm nước, tưởng là ẩn sĩ cao nhân tu hành trong núi sâu, vì thế lập tức hành lễ nói: "Tại hạ Đoàn dự, bái kiến vị tiền bối này." Không cần đa lễ, ngươi đây là muốn đi vạn cừu cốc chuyển cứu binh cứu chung linh sao đoàn dự quá sợ hãi sau đó suy nghĩ một chút tự động suy nghĩ một chút thầm nghĩ đúng rồi vị tiền bối này nhất định là trưởng bối của chung cô nương cho nên mới biết được việc này vì thế đoàn dự nói chính là như thế tiền bối mau theo ta đi cứu chung cô nương đi đi cứu chung linh cũng không phải là không thể nhưng trước tiên ngươi phải đáp ứng ta một chuyện lục nguyên nói mời tiền bối nói vì cứu người chớ nói một chuyện chính là mười chuyện hắn cũng đáp ứng có trời mới biết đoạn này ẩn cư sinh hoạt hắn đã trải qua cái gì quả dại rau dại không có bất kỳ gia vị miệng đều nhạt ra chim tới hiện tại lục nguyên một hơi có thể ăn xuống một con trâu không thành vấn đề đoạn dự lập tức đáp đi theo tôi lục nguyên đi trước đoàn dự theo sát phía sau đi tới lang hoàng phúc địa nhìn trong động bố trí như tiên nhân động phủ, đoàn dự hỏi. Tiền bối, ngài động phủ quả nhiên là một mảnh khí tượng tiên gia. Nhìn thấy pho tượng thần tiên tỷ tỷ, đoàn dự giống như bị mê hồn, cuối cùng bị lục nguyên mạnh mẽ kéo đi. Đúng rồi, vị tiền bối này, không biết ngài gọi là gì? Đoàn dự hỏi. Tôi tên là lục nguyên. Lục tiền bối, vị thần tiên tỷ tỷ kia là người thân của ngài sao? Không phải. Lục tiền bối, đây hình như là ván cờ trân lung trong truyền thuyết, là ngài bày ra sao? Không phải. Lục tiền bối, những võ công trên giá này đi đâu rồi? Không biết. Một đường đi tới, đoàn dự giống như là một cục cưng tò mò, hỏi đông hỏi tây. Cũng may hắn coi lục nguyên là chủ nhân của gian động phủ này, bởi vậy cũng không dám giống như trong nguyên tác, si mê tượng ngọc, đi theo lục nguyên một đường tiến lên, leo lên mấy trăm bậc thang, rốt cục đi ra Lan Hoàng Phúc Địa, đi tới bờ sông Lan Thương. Có Lục Nguyên như vậy một cái tướng mạo thật tốt, tiền bối cao nhân, tương trợ, đoàn dự tin tưởng tràn đầy. Hai người liền theo vô lượng sơn phương hướng trở về, tìm được một chỗ khác dây xích cầu, trọng độ Lan Thương Giang, đi ra hơn hai mươi dặm về sau, đến một cái thị trấn nhỏ trên. Lục Nguyên đến trấn trên, tìm người hỏi đến nơi đây lớn nhất một nhà tử lâu, đại mã kim đao ngồi xuống nói: Chủ quán nhà ngươi có rượu ngon đồ ăn ngon toàn bộ cho ngươi lục da bưng lên chủ quán từ đầu tới cuối nhìn hai người đoàn dự quần áo tả tơi tóc lục nguyên đều trương giống như giả nhân mắt lộ vẻ chần chờ đoàn dự lục soát khắp toàn thân cuối cùng tìm được một khối ngọc bội liền giao cho chủ quán nói khối ngọc này của ta bằng tiền cơm của ngươi đủ không chủ quán vui vẻ ra mặt vội đem khối ngọc này thu vào trong ngực lập tức an bài tiểu nhị mang thức ăn lên vô lượng sơn, gà rừng lợn rừng các loại sơn trân không ít, lục nguyên cùng đoàn dự hai người cũng đều đói cực kỳ, lập tức cũng không nói lời nào, liền lấy thịt cá, ăn uống lung tung. Sau khi cơm no rượu say, lục nguyên còn bảo chủ quán tìm người sửa lại mái tóc đã lâu không xử lý. Búi tóc, tu chỉnh chòm râu, một thanh niên phong thần tuấn lãng, xuất hiện trước mặt đoàn dự. Hết chương này. Chương 4 Thi vòng đầu thân thủ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Thử lần đầu nhìn Lục Nguyên vô cùng trẻ tuổi, đoàn dự lắp bắp kinh hãi nói. Lục tiền bối, không phải, Lục. Đại ca, anh không phải là trưởng bối của chung cô nương chứ. Lục Nguyên còn trẻ như vậy, khiến đoàn dự ý thức được lúc trước chỉ sợ hắn đã lầm. Không phải. Cơm no rượu say, nghỉ ngơi hồi phục xong, Lục Nguyên đi ra khỏi tửu lâu, vừa đi vừa nói bất quá nếu ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cứu chung linh ra. Vậy ngươi định cứu như thế nào? Đoàn dự theo sát phía sau hỏi. Giết người trước, cứu người sau. Lục Nguyên trả lời lời ít ý nhiều. Không tốt đâu, kinh Phật có câu. Mắt thấy đoàn dự liền muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo. Lục Nguyên đột nhiên dừng bước, nhìn một chút hẻm nhỏ nơi nào đó nói. Rất nhiều lúc, ngươi không giết người, người khác sẽ muốn giết ngươi phía trước hai vị kia các ngươi nói phải không có ý gì đoàn dự chính trượng nhị hòa thượng không hiểu cuối hẻm nhỏ lại lóe ra một nam một nữ bọn họ cầm trường kiếm trong tay sắc mặt bất thiện nhìn đoàn dự phía sau lục nguyên nam tử cầm đầu nói đoạn công tử chúng ta lại gặp mặt đoàn dự tập trung nhìn lại đây không phải là thừa dịp môn phái náo động ý đồ bỏ trốn làm phản hai người càng quan hào cùng các quan bội của vô lượng kiếm phái sao? Khổ quá! Đoàn dự trong lòng phát khổ, vội vàng kéo lục nguyên đi ra. Lục đại ca, chúng ta mau chạy đi, hai người kia muốn giết ta. Nếu là nhiều lần đều muốn trốn, ngươi có thể trốn cả đời sao? Lục nguyên bất vi sở động, ngược lại tiến lên một bước, cười khẽ một tiếng nói. Đoàn dự, dạy ngươi một đạo lý, hành tẩu giang hồ, biện pháp giải quyết phiền toái tốt nhất là dùng kiếm chữ kiếm cuối cùng còn chưa dứt lời lục nguyên đã nhu thân lao ra lúc này hắn mặc dù chỉ có một thân bắc minh thần công tu luyện ra nội lực thô thiển nhưng hai người đối diện cũng không phải cao thủ võ lâm gì toàn bộ vô lượng kiếm phái chính là đương nhiệm trưởng môn tả tử mục phóng nhãn giang hồ cũng bất quá một cái nhị lưu mặt hàng hắn môn hạ những đệ tử này nhiều nhất chỉ là tam lưu đối thủ như vậy rất thích hợp với người mới như Lục Nguyên. Thấy Lục Nguyên trực tiếp lao ra, càng quan hào cùng các quan bội hai người nhìn nhau, sau đó nhau nhau rút kiếm, một trái một phải, phối hợp khăng khít, đâm về phía Lục Nguyên. Đoàn dự phá vỡ gian tình của hai người bọn họ, là mục tiêu bọn họ phải giết, đã như vậy, giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, vì thế hai người hợp lực, trước tiên hạ sát thủ với Lục Nguyên. Hai kiếm đâm ra, ý đồ phong tỏa Lục Nguyên trước sau hai đường, lục nguyên mặc dù sẽ không bất luận cái gì sát phạt võ công nhưng thân cụ thượng thừa nội công vả lại cực kỳ có võ học thiên phú hắn lần đầu đối địch liền phát hiện hai người kiếm pháp ở trong mấy cái sơ hở chỉ thấy thân hình hắn nghiêng một cái thoải mái tránh thoát một kiếm các quan bội đâm tới trước lúc hai người giao nhau vai trái lục nguyên trầm xuống dùng sức đụng một cái đem các quan bội ứng biến không vội đụng ngã xuống đất các sư mùi thấy người yêu té ngã trên mặt đất càng quan hào khẩn trương, thúc giục nội lực, vũ động trường kiếm, lấy tốc độ nhanh hơn đâm thẳng vào mặt lục nguyên. Một kiếm này của càng quan hào, ở trong mắt người thường tất nhiên là vừa nhanh vừa nhanh, khó có thể né tránh, nhưng ở trong mắt lục nguyên vô cùng chuyên chú, linh giác đại khai, lại là vô cùng chậm chạp, trăm ngàn chỗ hở. Chỉ thấy hắn bước sang phải nửa bước, thân hình một bên, trường kiếm của càng quan hào liền hiểm trở lướt qua người hắn. Được lục nguyên vận chuyển bắt minh chân khí của mình nhẹ nhàng bắn về phía thân kiếm có bắt minh chân khí gia trì một đạn này uy lực không nhỏ càng quan hào nhất thời không để ý trường kiếm rời tay lục nguyên thấy thế nhân cơ hội lấn người mà lên lấy ngón cái tay phải chế trụ huyệt thái uyên trên cổ tay phải đối phương một phen động tác này ngược lại làm cho càng quan hào mừng rỡ vốn tưởng rằng mình một chiêu không cẩn thận hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại không nghĩ tới đối phương chỉ là chế trụ cổ tay của mình, cho hắn cơ hội phản sát. Càng quan hào đang muốn đánh trả, sau một khắc, vẻ mặt hắn đại biến, trở nên vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được nội lực khổ tu hơn 10 năm của mình, cương nhiên theo huyệt thái uyên trên cổ tay phải của mình điên cuồng chảy ra, chảy về trong cơ thể đối phương. Ngươi! Đây là công phu tà môn gì vậy? Càng quan hào sợ hãi nói. So với càng quan hào tâm tình đại hỷ đại bi, Lục Nguyên nhưng là thần sắc như thường, bởi vì hắn biết, trận chém giết này, từ hắn bắt được thân thể đối phương liền tuyên cáo kết thúc. Bởi vì kế tiếp, hắn liền phát động bắt minh thần công. Vô lượng kiếm phái tịch mịch vô danh, càng quan hào tu luyện nội công tự nhiên cũng là hàng vỉa hè bình thường, mấy hơi công phu, Lục Nguyên liền đem nội lực trong cơ thể càng quan hào hút khô. Cảm ứng được nội lực tạm thời tồn tại trong nhâm mạch, Lục Nguyên nhíu mày, nội lực của đối phương phẩm chất cực kém, lục nguyên phỏng chừng một khi chuyển hóa thành bắc minh chân khí có thể có một hai năm nội công tích lũy chính là cực hạn ngươi đem càng sư huynh của ta làm sao vậy lục nguyên cùng càng quan hào giao thủ chỉ trong chốc lát càng quan hào liền như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất sinh tử không biết điều này làm cho các quan bội có chút nghi hoặc khó hiểu lục nguyên không trả lời mũi chân nhấc lên cầm trường kiếm càng quan hào rơi xuống đất trên tay sau đó nhẹ nhàng vạch một cái trực tiếp phong hầu càng quan hào một kiếm. Ta giết ngươi. Thấy đối phương giết người mình yêu, các quan bội lập tức bị cừu hận làm cho đầu óc mê mùi, thi triển kiếm pháp của vô lượng kiếm phái, giết về phía lục nguyên. Đối mặt với công kích của các quan bội, lục nguyên vẫn chưa lựa chọn đánh trả trước tiên, mà là dựa vào linh giác và thiên phú võ học kinh người, không ngừng lấy trường kiếm trong tay ngăn cản. Khó có thể tưởng tượng, một cái chưa bao giờ luyện qua kiếm thuật người, giao thủ không bao lâu, liền đem trong tay trường kiếm dùng hữu hình hữu dạng, nếu là người khác biết đây là lục nguyên lần đầu tiên dùng kiếm, vậy còn không cả kinh đem trọng mắt dọa đi ra. Trên thực tế, các quan bội võ công, so với càng quan hào càng thêm không bằng, lục nguyên sở dĩ không có trước tiên ra sức hạ sát thủ, quả thật tồn tại cái trọng sư ý nghĩ. Bởi vì lục nguyên phát hiện, đối phương sử dụng vô lượng kiếm pháp tự hồ cũng không khó học, các quan bội công lục nguyên gần trăm chiêu, Lan qua lộn lại tự hồ cũng chỉ có 20 chiêu kia đối phương sử dụng đến lần thứ ba lúc Lục Nguyên phát hiện hắn tự hồ đã học được vô lượng kiếm pháp Cường công gần trăm chiêu các quan bội cũng dần dần tỉnh táo lại lúc này nàng mới phát hiện nội lực trong cơ thể mình đã không còn nhiều lắm mà lục Nguyên vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn lập tức sinh ra ý niệm chạy trốn chỉ là không đợi được nàng nghĩ ra thoát thân phương pháp đối diện lục Nguyên kiếm chiêu đột nhiên biến đổi phong cách không phải là một mực phòng thủ, mà là chuyển hóa thành mãnh liệt công kích. Bá Kế tiếp, kiếm quan lục nguyên chật lóe, hóa thành bóng kiếm đầy trời, lúc cao lúc thấp, đầu đuôi tương liên, như đỉnh núi hiểm trở, núi non tiếp giáp, liên miên không dứt, đây là một chiêu núi non trùng điệp, trong vô lượng kiếm pháp. Chỉ một kiếm, đã khiến các quan bội rơi vào hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi như thế nào hội ta vô lượng kiếm pháp? Lúc này đây, các quan bội đồng dạng là quá sợ hãi, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Lục Nguyên chính là từ trên người nàng học được vô lượng kiếm pháp. Rồi sau đó, lại lấy đạo bên kia, trả lại cho bên kia. Các hạ và mộ dung công tử yến tử ổ có quan hệ gì? Các quan bội vừa sợ vừa giận, rõ ràng có chút nói không lựa lời. Lục Nguyên sẽ dùng vô lượng kiếm pháp, nàng cảm thấy giải thích duy nhất là tùy kỹ độc môn của cô Tô Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di sớm muộn gì cũng là bại tướng dưới tay ta. Kiếm pháp chiêu thức của đối phương đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu, vì thế Lục Nguyên quyết định trực tiếp kết thúc trận chém giết này. Ngay sau đó, trường kiếm vắt ngang trời, kiếm quan màu trắng vắt ngang trời, Lục Nguyên dụng sát chiêu cao diệu trong vô lượng kiếm pháp, cầu vòng quán nhật, chặt đứt gân tay phải các quan bội. Các quan bội trường kiếm trời tay, Lục Nguyên sau đó một tay bắt lấy đối phương, lấy Bắc Minh thần công hấp thụ nội lực của đối phương, sau đó trường kiếm vung ngang, thuận thế đánh chết. Hết chương này. Chương 5 Lăng Ba Vi Bộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Lăng Ba Vi Bộ dừng tay Lục Đại Ca, tại sao anh muốn giết cô ta? Lúc trước Lục Nguyên đánh chết càng quan hào, đoàn dự không ngăn lại là bởi vì hắn không thấy rõ tình thế trên sân. Nhưng khi đánh chết các quan bội, Lục Nguyên rõ ràng chiếm thế thượng phong, rõ ràng là có thể không giết người. Lục Nguyên biết đoàn dự tính cách, vừa nghe liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức nói. Đoàn dự, đây chính là giang hồ, hôm nay ta giết người yêu của nàng, nếu không giết nàng, ngày sau nàng tới tìm ta báo thù, lại nên như thế nào? Nhưng quan gia nên giải không nên kết, giết tới giết lui như vậy, quan quan tương báo khi nào? Cho nên muốn việc có tận gốc, huống chi ta làm như vậy coi như là thành toàn cho hai người bọn họ, cho dù là đến âm tàu địa phủ cũng có thể làm một đôi vợ chồng không phải sao đoạn dự bị trì trệ những ngụy biện này của lục nguyên quả thực khiến hắn không nói gì nhưng đoàn dự chính là đoàn dự chỉ thấy hắn dừng một chút nói lục đại ca ngươi sát tính quá nặng nên biết buông đồ đau xuống mới có thể lập địa thành phật cho nên ta vĩnh viễn cũng không thể thành phật lục nguyên không sao cả nói huống chi thành phật có cái gì tốt không thể ăn thịt không thể cưới vợ còn không bằng giết ta đi đoàn dự hoàn toàn im lặng lục nguyên thấy vậy gọi đối phương còn đứng ngay ra đó làm gì mau đi đi rốt cuộc là hai người đã chết tuy nói là ân oán giang hồ nếu không đi cũng có phiền toái vì thế đoàn dự đối với hai cổ thi thể niệm một câu a di đà phật liền đi theo lục nguyên nhanh chóng rời đi lục nguyên thấy vậy khóe miệng cười hắn muốn giết chết hai người này kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là hai người đã thấy qua bắc minh thần công của mình tuy nói bắc minh thần công thoát thai từ đạo gia vô thượng diệu đế là đạo môn chính tông chính tông nhưng công năng hút người nội lực vì mình dùng trong mắt người giang hồ chính là ma công đáng sợ nhất trước khi mình còn không thể đọc bộ thiên hạ bằng vũ lực cá nhân vẫn nên cất giấu một chút thì tốt hơn miễn cho rơi vào kết cục người người hô đánh về phần đoạn dự cũng từng thấy hắn thi triển Bắc minh thần công lục nguyên rất yên tâm nguyên nhân có hai thứ nhất là đoạn dự không hiểu võ công thứ hai là lục nguyên biết đoạn dự là một quân tử chân chính nhìn chung thiên long bát bộ người có thể nói đoạn dự là người cổ hủ, thánh mẫu còn là liếm chó nhưng người không thể không nói trên người người này quả thật có phong cách cổ quân tử lục nguyên tin chắc mặc dù đoạn dự biết mình có bát minh thần công cũng sẽ giữ kín như bưng ra khỏi trấn nhỏ, hai người theo đường lớn tiếp theo hướng vô lượng sơn chạy đến, đại lý tuy nói phong cảnh tú lệ, bốn mùa như xuân, nhưng nhân khẩu cũng không nhiều lắm, một đường đi tới, hai người không còn thấy qua thị trấn tập trung nào nữa. Cũng may hai người đều là con cái giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, đói bụng thì hái chút quả dại, khác thì uống chút nước suối, nhằm chán liền nói chuyện với nhau, lục nguyên biết đoàn dự mặc dù không biết võ công, nhưng đối với y bói tin tượng, kỳ môn tạp nghệ không gì không thông. Vì thế Lục Nguyên liền hướng hắn thỉnh giáo 64 quẻ tri thức của dịch kinh, đoàn dự có hỏi tất đáp, dốc túi truyền thụ, Lục Nguyên kết hợp với nội dung liên quan đến lăng ba vi bộ trong trí nhớ trong đầu, rất nhanh liền đem phương pháp tu luyện thượng thừa khinh công này, suy nghĩ rõ ràng. Hai người như thế lại đi nửa ngày, vô lượng sơn ngay tại trước mắt. Đêm hôm đó, đoàn dự đã sớm đi ngủ, hắn rốt cuộc chưa từng tu luyện qua võ công, tinh lực không đủ. Lục Nguyên thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển bắc minh thần công luyện hóa nội lực mà hai người càng quan hào và các quan bội hút được bắc minh thần công làm đạo môn chính tông ngoại trừ có thể hút người nội lực còn có thể hóa thành mình dùng mấu chốt trong đó chính là tu luyện bắc minh thần công luyện ra bắc minh chân khí bắc minh đại thủy không phải tự sinh bách xuyên hội hải đại dương mênh mông tích tụ lại bách xuyên quy hải là vì bắc minh chính là bởi vì tu thành bắc minh chân khí mới có thể làm được lấy một phần tích một phần không tiếc vô tận càng tích càng dày sao bi giả bi kỳ văn chi vãn giả hai người tuy rằng đều luyện bắc minh thần công nhưng đoàn dự học tập bắc minh thần công lại không có học toàn bộ chỉ học ngón cái ở thiếu thương huyệt một đường mặc dù có thể hấp thụ nội lực người nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế thậm chí bởi vì hấp thụ quá nhiều người nội lực mà thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Mà hư trúc tuy rằng thân mang bắc minh chân khí, nhưng bản thân hắn cũng không biết bắc minh thần công, điểm ấy từ hắn không thể chủ động hút nội lực người liền có thể nhìn ra. Mà lục nguyên không giống, hắn tu luyện hoàn chỉnh bản bắc minh thần công, không chỉ có thể hấp thụ năng lực người, còn có thể luyện hóa thành bát đại tinh thâm bắc minh chân khí. Mấu chốt trong đó, chính là ở cái kia 36 bức hình tượng thượng, trong đó liên quan đến thân thể kỳ kinh bát mạch, 12 đứng đắn, một khi luyện thành, tự thành chu thiên tuần hoàng. Giờ khắc này, lục nguyên vận chuyển chuyển thể bên trong bắc minh thần công, trong giây lát, liền đem hút vào trong cơ thể người bên ngoài nội lực, luyện hóa thành độc thuộc về mình bắc minh chân khí. Hai người này luyện nội công cũng quá kém, tu luyện nhiều năm như vậy, lại chỉ chuyển hóa thành bắc minh chân khí 4 năm. Càng quan hào khá hơn một chút, tích góp nội lực cho lục nguyên gần 2 năm, các quan bội ít một chút, chỉ có hơn một năm, cộng thêm lục nguyên tự mình khổ luyện Bắc minh thần công tháng 3, hợp lại cũng chỉ tu vi nội công 4 năm. Bất quá cân nhắc đến Bắc minh chân khí phẩm chất cực cao, 4 năm này Bắc minh chân khí cũng đủ lục nguyên quét ngang bình thường giang hồ võ nhân. Luyện xong Bắc minh thần công, lục nguyên tả hữu vô sự, lại đem vô lượng kiếm pháp lúc trước trọng sư trên người các quan bội lấy ra phỏng đoán hắn dùng kiếm của càng quan hào, dùng ra hơn 20 chiêu vô lượng kiếm pháp mà các quan bội thi triển. Tuy nói trong những kiếm chiêu này, Lục Nguyên chỉ biết tên hai chiêu núi non trùng điệp và cầu vòng quán nhật, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Lục Nguyên thi triển những kiếm chiêu này. Lại nói tiếp cũng là bởi vì vô lượng kiếm pháp quả thật bình thường, ở trên giang hồ cũng chỉ là trình độ hạng hai, nhưng dù sau đây cũng là môn võ công sát phạt đầu tiên mà Lục Nguyên có được, bởi vậy Lục Nguyên luyện cũng rất nghiêm túc bắc minh thần công chuyên tu nội lực tuy nói bắc minh chân khí kim đủ hấp nhân nội lực âm dương kim đủ bách độc bất xâm chân khí hộ thể các loại dịu dụng nhưng rốt cuộc là một môn nội công là lập thân chi cơ về phần như thế nào ứng dụng bắc minh chân khí khắc địch chế thắng đó là hộ thân chi pháp những này lục nguyên lúc trước là hoàn toàn sẽ không lần này giết người lại để cho lục nguyên sinh nổi lên đối với kiếm pháp hứng thú có lẽ hắn có thể thử xem đi một chút lô dưỡng bách gia kiếm pháp sáng tạo ra chính mình kiếm thuật một con đường này thấy thời gian còn sớm lục nguyên quyết định tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu lăng ba vi bộ môn khinh công thượng thừa này mặc dù không thể làm cho người tu luyện cao tới cao lui nhưng có thể làm cho người ta ở một tấc vuông có ta vô địch dù chỉ một ngày thôi trên mảnh đất này không có sự dối trá nói luyện là luyện lục nguyên y theo trí nhớ trong đầu từng bước diễn thử chân trái bước ra trước đạp trung phu sau chuyển ký tế. Cứ lặp đi lặp lại như thế, từ đầu đến cuối, bước chân vừa vặn đạp qua 64 quẻ một chu thiên. Lăng ba vi bộ quả nhiên tinh diệu dị thường, vô lượng kiếm pháp ở trước mặt nó, quả thực có nhiều sơ hở. Lục Nguyên trong lòng tính toán lấy lăng ba vi bộ phá vô lượng kiếm pháp. Phát hiện hai môn võ công này quả thực không thể so sánh, nếu là lục trước kia đã học được lăng ba vi bộ, hấp nội lực người quả thực đơn giản như lấy vật trong túi càng thần kỳ chính là lăng ba vi bộ này cư nhiên có thể lấy động công tu tập nội công, bước chân đạp khắp 64 quẻ một cái chu thiên, một thân chân khí tự nhiên mà vậy cũng chuyển một cái chu thiên. Bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ cùng nhau tu luyện, càng là có thể hỗ trợ lẫn nhau, để lục nguyên võ công, tinh tiến thần tốc. Hết chương này. Chương 6 Bắc Minh Chi Uy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 bắc minh uy gà trống vừa kêu thiên hạ bạch sáng sớm ngày thứ hai khi đoàn dự tỉnh lại thời điểm nhìn thấy chính là một cái hai mắt đầy tơ máu tinh thần lại vô cùng phấn khởi lục nguyên lục đại ca anh làm sao vậy tối qua ngủ không ngon sao đoàn dự kỳ quái hỏi lục nguyên không có trực tiếp trả lời hắn tối hôm qua đâu chỉ không ngủ ngon bởi vì say mê tu luyện hắn là một đêm không ngủ tuy nói bởi vì tu luyện thượng thừa nội công thân thể hắn còn tốt chỉ là trên tinh thần quả thật có chút mỏi mệt. Cái này cũng cho Lục Nguyên đề cập một cái tỉnh, đó là võ lâm cao thủ, cũng là thân thể phàm thai, thức đêm tu hành loại chuyện này, tương đối hao tổn tinh thần, vẫn là ít làm cho tốt hơn. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Thấy đoàn dự tỉnh lại, Lục Nguyên liền kéo đoàn dự lên đường. Có đoàn dự dẫn đường, hai người đi được gần nửa ngày, rốt cục đã tới sườn núi phía đông vô lượng sơn, nhìn từng làn khói xanh lượng lờ bay lên, Lục Nguyên biết đây chắc là ban chúng thần nông bang đang nấu thuốc độc. Chính là phía trước, Lục Đại ca, chung cô nương bị thần nông ban người bắt được, ta biết ngươi võ công cao cường, cứu người tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là tiểu đệ vẫn có một chuyện muốn cầu. Anh nói đi. Lục Nguyên mơ hồ đoán được anh muốn nói gì. Lục Đại ca, người ta nói cứu một mạng còn hơn tạo bảy cấp phù đồ, chúng ta lần này chỉ vì cứu người, mà không phải giết người, kính xin lục đại ca đừng vọng động sát niệm nữa. Nhìn đoàn dự nghiêm mặt, lục nguyên không nói gì. Chỉ cần ban chúng thần nông ban không chủ động khiêu khích, ta đáp ứng ngươi là được. Đừng nhìn lục nguyên vẻ mặt tinh thần không phấn chấn dáng vẻ, một đêm này thời gian. Hắn đã đem lăng ba vi bộ hoàn toàn luyện thành, có môn này thường thừa khinh công, những thần nông ban chúng ở trong mắt hắn, liền như chen ngang bán hàng thủ bình thường. Đoàn dự thấy lục nguyên đáp ứng, cao hứng nói lục đại ca, chúng ta đi. Nhưng lại hoàn toàn không để ý đến điều kiện tiên quyết lục nguyên nói, nói như thế nào nhỉ, đoàn dự người này, là có chút ngây thơ. Phải biết rằng thần nông ban ban chủ tư không huyền cùng một ít ban chúng, đã trúng thiểm điện điêu độc, hai người hắn lại không có mang về giải dược, muốn cứu người chỉ có thể làm qua một hồi, giết người là không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn đoàn dự cao hứng bừng bừng, lục nguyên cũng không nhắc nhở. Lại đi một chén trà công phu, chỉ thấy hai cái canh giữ ở trên đường hoàng y đại hán đối diện mà lên chứng kiến đoàn dự cầm đầu đại hán nói ra tiểu tử giải dược mang về chưa cái này sao đoàn dự không muốn nói dối nhất thời nghẹn họng lục nguyên tiến lên một bước nói thuốc giải ở trên người tôi mau đưa tôi đi gặp ban chủ các người hai người đánh giá lục nguyên một phen đại hán cầm đầu nói các hạ lại là vị nào tôi tên là lục nguyên xem như trưởng bối của tiểu tử này. Lục Nguyên chỉ chỉ đoàn dự nói. Cũng tốt, theo sau đi. Hai người không nghi ngờ có hắn, ở phía trước dẫn đường. Bốn người đi qua một khe núi, gặp được ban chủ thần nông ban tư không huyền và một đám ban chủ dưới tay hắn trong một đống đá lộn xộn. Một, hai, ba. Hai mươi hai, hai mươi ba, tổng cộng có hai mươi ba ban chúng sao? Nếu đã chuẩn bị động thủ, Lục Nguyên chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến, một đường đi tới, dựa vào khả năng đã gặp qua là không quên được, đem thần nông ban hơn 20 tên ban chúng vị trí, nhớ rõ ràng. Thấy Lục Nguyên đang âm thầm đến, đoàn dự thấp giọng hỏi. Lục Đại ca, anh đang làm gì vậy? Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ lát nữa động thủ như thế nào. Lục Nguyên thuận miệng trả lời. Đoàn dự vừa nghe, nóng nảy, sau đó nói. Lục Đại ca, động thủ thì động thủ, ngươi đã đáp ứng ta, không sát sinh. Hiển nhiên đoàn dự cũng ý thức được, kịch chiến là không thể tránh khỏi, chỉ có thể cực lực khuyên can lục nguyên không nên sát sinh. Lúc này, cầm đầu dê râu lão giả, thần nông bàn bàn chủ tư không huyền nói. Thuốc giải ở đâu, mau lấy ra. Chung cô nương đâu? Nàng ở nơi nào? Trước tiên thả nàng ra. Đoàn dự nói. Cho ta giải dược. Lão phu sẽ thả người. Tư không huyền vẽ mặt âm việt nói. Giải dược ta không có, ngươi trước thả chung linh, nếu không đừng trách ta ra tay. Tư không huyền nhân lão thành tinh, làm sao còn không rõ, đối phương đây là muốn cứng trắng cướp. Vì thế giận quá hóa cười nói. Hảo tiểu tử, nguyên lai là mang cứu binh đến, các huynh đệ, cho tiểu tử này một chút sắc mặt nhìn xem. Hắn biết đoàn dự không hiểu võ công, chỉ cần bắt được lục nguyên là được chỉ nghe tư không huyền ra lệnh một tiếng, vô số ám thanh tử, độc thiết lăng, độc tiễn liền từ trên tay thần nông ban chúng, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh về phía lục nguyên. Nếu là không có học qua lăng ba vi bộ, lục nguyên tự nhiên không dám như vậy nâng lớn, bây giờ có lăng ba vi bộ hộ thân, những ám khí này với hắn mà nói, không hề uy hiếp đáng nói. Mũi chân vừa đạp, thoải mái lóe ra vòng vây của thần nông ban chúng, thân hình chật lóe, thi triển lăng ba vi bộ lục nguyên giống như thuấn di, xuất hiện ở bên cạnh bốn tên ban chúng cách hắn gần nhất. Bốn gã thần nông ban chúng thấy thế, vùng đao liền hướng lục nguyên chém tới, lục nguyên lấy lăng ba vi bộ, thoải mái cắm vào giữa đao quang, khúc chỉ liên tục bắn rơi phát đao trong tay mấy người. Sau đó, một tay bắt lấy cổ tay hai người, quyết đoán thi triển Bắc minh thần công, thần nông ban chúng luyện nội công hiển nhiên cũng là mặt hàng đại lộ, chỉ trong chốc lát. Một thân nội lực liền bị lục nguyên hấp thu hầu như không còn, bốn đại hán vừa sợ vừa giận, nhau nhau tê liệt ngã xuống đất, sau đó bị Lục Nguyên đánh chết. Ngay sau đó, Lục Nguyên lại làm theo, lấy lăng ba vi bộ cận thân, lấy bắc minh thần công hút người nội lực, cường thế ra tay, liên tục giết hơn 10 người. Ở người ngoài xem ra, Lục Nguyên giống như sẽ thi triển yêu thuật bình thường, phàm là bị hắn bắt được thần nông ban chúng, sẽ toàn thân mềm yếu, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Dần dần, còn lại bốn năm tên ban chúng mặt lộ vẻ sợ hãi, không nghe theo ban chủ điều lệnh, chạy trối chết. Mà ban chủ tư không huyền cũng không biết lúc nào, đem chung linh mang ra, cưỡng chế ở trước người. Nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm lục nguyên, tư không huyền sắc lệ trong yếu nói. Đừng lại đây, lại đây lão phu liền giết nàng. Tư không ban chủ, không nên đã thương chung cô nương. Đoạn dự nói. Đừng nói nhảm, ngươi, buông trường kiếm xuống, đi tới đây. Tư không huyền nói với Lục Nguyên. Lục Nguyên ngược lại thập phần phối hợp buông trường kiếm trong tay xuống, đồng thời đi về phía trước, giữa hai người bất quá chỉ cách mười bước. Đi chết đi. Tư không huyền nghe răng cười, trong tay áo, đột nhiên bắn ra năm mũi tên độc, tốc độ bắn cực nhanh, hướng ngực Lục Nguyên đương đánh tới. Mà khoảng cách gần như vậy, Lục Nguyên gần như không thể tránh khỏi. Nguy cơ trước mắt, Lục Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, chủ động vận chuyển bắc minh thần công toàn thân trên dưới chân khí phòng lên kia vừa mới hút tới tiếp cận mấy trăm năm hỗn tạp nội lực cũng bị lục nguyên thể bên trong bắc minh chân khí dẫn động giống như thực chất bình thường đem từ không huyền đánh ra độc tiễn nhất nhất bắn bay cái này chính là năng lực hộ thể của bắc minh chân khí nguyên tác hư trúc chính là dựa vào năng lực hộ thể cường đại của bắc minh chân khí mới có thể so chiêu với cao thủ như cưu ma trí làm sao có thể tự hồ không nghĩ tới lục nguyên có thể dễ dàng hóa giải tuyệt sát của hắn như thế, tư không huyền hơi sững sờ, mà ngay khi hắn ngay người, chung linh cúi đầu đối với tay trái của hắn, hung hăng cắn một cái. Dưới cơn đau kịch liệt, tư không huyền theo bản năng đem chung linh vứt bỏ, cùng lúc đó, lục nguyên đã như quỷ mị, xuất hiện ở trước người hắn. Rồi sau đó, một chưởng đánh ra, nhắm thẳng vào thiên trung khí hải của đối phương. Sau một khắc, Tư Không Huyền trong cơ thể tinh tu mấy chục năm công lực, giống như bách xuyên hội hải bình thường, cùng tả mà ra, chảy vào Lục Nguyên thể bên trong. Giờ khắc này, Tư Không Huyền hiểu được Lục Nguyên thi triển, cũng không phải là yêu thuật, mà là một môn có thể hấp nội lực người võ công, đáng tiếc đã muộn. Sau khi hút sạch nội lực của đối phương, Lục Nguyên lại ra một chưởng, thuận tay chấn nứt nội tạng trong cơ thể Tư Không Huyền, đem lực bắn chết tại chỗ. Hết chương này. Chương 7 Vô lượng kiếm pháp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Vô lượng kiếm pháp một hồi hỗn chiến, cơ hồ diễn biến thành tàn sát nghiêng về một phía, lục nguyên thần mang bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ hai đại tuyệt học, lấy sức một mình đánh lui toàn bộ thần nông bang. Đoàn dự cũng vội vàng tiến lên, cởi trói chung linh, chung linh nhìn thấy đoàn dự, tiến lên ông hắn nói. Đoàn đại ca, ta biết ngay ngươi sẽ tới cứu ta. Được rồi, chung cô nương, không có việc gì. Đoàn dự hơi có vẻ xấu hổ, sau đó nhìn thấy lục nguyên, vì thế giới thiệu với chung linh. Vị này là lục nguyên lục đại ca, ẩn sĩ trong núi, bạn tốt mới quen của ta, lần này nhờ có hắn ra tay cứu giúp. Trung Linh tiến lên thi lễ với Lục Nguyên Hành. Đa tạ Lục Đại ca ra tay cứu giúp. Lục Nguyên vừa lật hầm thuốc của Tư Không Huyền, vừa nói. Bạn của đoàn dự chính là bạn của ta, chung cô nương không cần khách khí rất nhanh hắn lấy ra giải dược đoạn tràn tán trong hầm thuốc, ném cho đoàn dự nói: "Mau uống giải dược đi." Sau đó Lục Nguyên lại ở trong hầm thuốc tìm ra một ít ngân lượng, còn có một quyển luyện chế độc dược cùng với bí tịch phối trí giải dược, suy nghĩ một chút liền thu vào trong ngực, về phần còn lại bình lọ lọ lọ, hắn chướng mắt, vì vậy tất cả đều ném đi. Bên kia, đoàn dự Hòa uống thuốc giải, lại hàng huyên với Chung Linh một hồi, đi tới nói với Lục Nguyên: Lục đại ca, chung cô nương vừa nói, mời hai người chúng ta đến nhà cô ấy làm khách. Lục Nguyên khoát tay nói. Tôi thì không, cậu tự đi đi. Đoàn dự tò mò hỏi. Lục đại ca, vậy anh muốn đi đâu? Lên vô lượng sơn, kiến thức kiếm pháp của vô lượng kiếm phái. Lục Nguyên nói thẳng. Đoàn dự nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử nói. Lục đại ca, đệ tử vô lượng kiếm phái không phải là đối thủ của huynh huynh đừng đi nữa. Kiếm pháp của vô lượng kiếm phái tuy tầm thường, nhưng cũng có mấy chiêu đáng xem. Đáng tiếc càng quan hào và các quan bội không có được tinh túy, thật đáng tiếc. Nói tới đây, lục nguyên như là nghĩ tới cái gì, nói với đoàn dự. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ sát thủ. Đoàn dự không nói gì, trên mặt biểu tình cũng là không tin, hai người một đường đi tới, lục nguyên giết tiểu nhị mười người, sát tính to lớn như thế, không thể không làm cho đoàn dự hoài nghi. Bất quá hắn cũng nhìn ra, lục nguyên sát tính mặc dù nặng, cũng sẽ không vô cớ đã thương người, vị bằng hữu mới kết giao này, cũng là có một thân ngạo cốt. Lục đại ca, đây chính là ngươi nói, kinh Phật có vân nhân quả có luân hồi, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Đoàn dự lại khuyên nhủ Yên tâm đi, tôi hiểu rồi. Lục Nguyên đành phải khoát tay lần nữa. Kỳ thật hắn nói đều là lời nói thật, lúc trước động thủ, là vì hút người nội lực, đồng thời muốn giết người diệt khẩu. Hiện nay hắn đã từ thần nông ban 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 chúng cùng ban chủ tư không huyền trên người, hấp thu gần 200 năm hỗn tạp nội lực, nói như thế nào cũng có thể luyện hóa thành hai ba mươi năm bắc minh chân khí, với hắn mà nói, đầy đủ dùng. Trên thực tế lục nguyên cũng không phải là một người lạm sát vô tội, chất lượng nội lực của võ nhân giang hồ bình thường lại quá kém, sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không hấp thu nội lực của người giang hồ bình thường nữa đoàn dự ông quyền nói đã như vậy lục đại ca chúng ta tạm biệt ở đây đi núi xanh không thay đổi nước biết chảy dài hẹn gặp lại lục nguyên cũng ông quyền nói tiễn đoạn dự đi lục ban đầu là vận chuyển bắc minh thần công đem một thân nội lực hỗn tạp chuyển hóa thành bắc minh chân khí sau đó dọc theo đường núi đi lên thẳng đến nơi đóng quân của vô lượng kiếm phái kiếm hồ cung đi đến nói đến vô lượng kiếm phái từ khi người thần nông ban phong sơn tới nay môn hạ đệ tử bao gồm trưởng môn nhân tả tử mục cùng tân song thanh đều là ăn ngủ không yên thần nông ban người am hiểu dùng độc song phương giao thủ vô lượng kiếm phái căn bản không hề có phần thắng lúc này trong kiếm hồ cung tân song thanh nói sư huynh cứ thế mãi cũng không phải biện pháp huống chi sau lưng thần nông ban kia còn có cao thủ phiêu miểu phong linh thứ cung gì đó làm chỗ dựa chính diện đối địch chúng ta không có phần thắng, không bằng sớm tính toán. Tân Song Thanh nói hàm súc, trên thực tế chính là muốn đầu hàng cho xong việc, tạ tử mục tự nhiên hiểu ý, bất quá vô lượng kiếm phái chính là cơ nghiệp tổ tông, sáng lập phái đến nay cũng đã mấy chục năm, cứ như vậy biến thành tay sai của người khác, tạ tử mục hắn thật sự không cam lòng. Chỉ là, tình thế so với người mạnh hơn, tạ tử mục cân nhắc chốc lát nói. Liền theo lời sư muội phái người xuống núi một chuyến cùng tư không huyền nói rõ ràng. Đúng lúc này, môn hạ đệ tử Ngô Quang Thắng đột nhiên xông vào nói. Sư phụ, không tốt, có người đánh lên. Tả tử mục vỗ bàn đứng lên nói. Ai tới? Là người thần nông bang sao? Đúng lúc này, lại có hai tên vô lượng kiếm phái đệ tử từ cửa ra vào bị nện vào đại điện, sau đó, Lục Nguyên lên sân khấu nói. Tại hạ Lục Nguyên, hôm nay tới cửa, đặc biệt tới lãnh giáo tả trưởng môn cao chiêu nhìn ngã xuống đất trên rỉ vài tên đệ tử tả tử mục sắc mặt xanh mét nói các hạ nhưng là thần nông ban đệ tử lục nguyên lắc đầu nói tả trưởng môn suy nghĩ nhiều hôm nay lục mổ tới cửa chỉ là vì kiến thức võ công của vô lượng kiếm phái kính xin vui lòng chỉ giáo trước có thần nông ban vây núi sau có lục nguyên tới cửa khiêu chiến điều này không thể không làm cho tả tử mục sinh lòng nghi hoặc lúc này út chỉ tiêu bên cạnh hắn nói sư phụ ngươi xem kiếm trên tay hắn hình như là bội kiếm của quan hào tả tử mục nhìn kiếm trên tay vương thông cao giọng hỏi kiếm trong tay các hạ từ đâu mà đến lục nguyên cười khẽ một tiếng nói tả trưởng môn ngươi không cần thăm dò kiếm này chính là ta dết càng quan hào sau đó từ trong tay hắn lấy được lại nói tiếp hắn không phải phản bội vô lượng kiếm phái của ngươi sao ta đây coi như là thanh lý môn hộ cho ngươi tả trưởng môn ngươi cũng không cần cám ơn ta Tả Tử Mục vừa nghe, tức giận sinh lòng nói: "Hảo tiểu tử, ngươi là khi dễ ta vô lượng kiếm phái không người sao?" Tả Tử Mục trường kiếm ra khỏi vỏ, một khắc sau trường kiếm vừa đưa, nhắm thẳng vai trái Lục Nguyên, sau đó không đợi chiêu thức dùng cũ, cổ tay rung kiếm nghiêng, mũi kiếm đột biến, lại chém về phía cổ phải Lục Nguyên. Lục Nguyên nhớ rõ đây là hai chiêu trong vô lượng kiếm pháp do Tả Tử Mục sử dụng, chiêu thức nối tiếp chi diệu, căn bản không phải các quan bội có thể so sánh được lục nguyên thấy săn mà thích cho dù ra một chiêu cầu vòng quán nhật đỡ lấy thanh kiếm trong tay đối phương lập tức tiếp chiến với đối phương song phương lại chiến mấy hợp tả tử mục thần sắc biến đổi nói ngươi làm sao biết kiếm pháp của vô lượng kiếm phái ta lục nguyên chỉ là tiến công hắn dĩ nhiên phát hiện kiếm chiêu tương tự ở trong tay tả tử mục sử dụng quả thực khác biệt như mây buồn nếu như nói kiếm pháp của các quan bội chỉ là có bài bản hẳn hoi. Như vậy kiếm pháp của tả tử mục rõ ràng có phong cách của mình, hơn nữa vừa rồi một chiêu núi non trùng điệp, có chút tiêu chuẩn. Tả tử mục lại là càng đánh càng kinh hãi, đồng dạng là vô lượng kiếm pháp, lục nguyên từ lúc ban đầu mới lạ, cho tới bây giờ như tay sai khiến, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, trong lòng hô to yêu nghiệt. Hắn đã đoán ra, lục nguyên vô lượng kiếm pháp là từ đâu mà đến, chính là từ trên người bọn họ học được sớm nghe nói danh môn đại phái có luyện võ kỳ tài bất luận võ công nào vừa học liền biết không ngờ hôm nay hắn tả tử mục liền đụng phải như vậy một thiên tài được sau một khắc lục nguyên chủ động xuất kích trong tay trường kiếm như phù quan lược ảnh chính hư một thực trường kiếm ngang trời tiên ý dạt dào đây là ngọc bích tiên tung một kiếm này đánh rơi trường kiếm trong tay tả tử mục thắng bại đã phân lục thiếu hiệp võ công cao cường tại hạ nhận thua tả tử mục chắp tay nói bá lục nguyên trả kiếm vào võ vẻ mặt vẫn còn nhớ lại một kiếm vừa rồi đây là một chiêu tinh diệu nhất trong vô lượng kiếm pháp vì vô lượng kiếm phái tổ sư xem vô lượng ngọc bích tiên nhân kiếm vũ đoạt được không nói cái khác chỉ nói một kiếm này liền có thể nhập vào dòng kiếm pháp thượng thừa hết chương này chương 8 ngọc bích tiên tung bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Ngọc Bích phù thủy kỳ thật ở thế giới thiên long bát bộ, cao thủ kiếm thuật không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ mộ dung phục cùng các bất phạm có thể đảm đương mặt tiền. Truy cứu nguyên do, nội lực vi bản, chiêu thức vi mạc, tám chữ này liền có thể tổng kết. Thiên long thế giới, cao thủ như quét trác thần tăng, tiêu giao tam lão, thiên long tứ tuyệt đều là hạng người nội công thâm hậu có nội lực thâm hậu làm cơ sở chiêu thức bình thường nhất cũng có thể phát huy hiệu quả hóa mục nát thành thần kỳ nói đơn giản rõ ràng có thể một cái tác đập chết đối thủ vì sao phải nghiên cứu kiếm thuật hoa lý hồ tiêu đối với việc này lục nguyên có kiến giải của mình hắn thờ phụng chính là nội công làm cơ sở lập thân chiêu thức làm phương pháp hộ thân hai người hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được vu lục nguyên lai nói bắc minh thần công đã có thể bảo vệ hắn tiến vào đương thế đệ nhất chi đội cao thủ hàng ngũ vậy thời gian nhàn hạ sao không nghiên cứu nghiên cứu võ học khác kiến thức kiến thức phong cảnh khác đây lục nguyên đánh bại tả tử mục về sau liền muốn rời đi nhưng mà hôm nay kiếm hồ cung rõ ràng có chút náo nhiệt khắp nơi cao thủ ùn ùn kéo đến chỉ chốc lát sau lại có 12 nữ tử mặc áo choàng xanh biếc mặt trên theo ký hiệu chim ưng đen đột nhiên dết tới lục nguyên vừa thấy liền biết là người của thiên sơn linh thứ cung tới người nào là tả tử mục linh thứ cung dẫn đầu một nữ tử nói tại hà chính là vì cô nương này là người phương nào tả tử mục nói cầm đầu nữ tử không có trả lời thái độ dị thường kiêu căng nói ta lại hỏi ngươi tư không huyền có phải hay không ngươi chết cái gì tư không huyền đã chết những lời này khiến tả tử mục lắp bắp kinh hãi nữ tử cầm đầu vừa nhìn liền biết tả tử mục cũng không biết chuyện, vì thế nàng nhíu mày nói. Ngươi nếu cũng không biết chuyện, cũng không sao, chẳng qua ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu, có nguyện ý vào cửa cung linh thứ ta hay không, bị đồng mổ sai khiến. Tâm tả tử mục trầm xuống, hắn lập tức kịp phản ứng, những người này có thể chính là hậu trường của tư không huyền. Mắt thấy đối phương lai giả bất thiện, mình rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào mới đúng. Nữ tử cầm đầu thấy Tả Tử Mục do dự, có chút không kiên nhẫn, lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, liên tục vung hai kiếm, bàn bát tiên trong đại điện liền bị chỉnh tề chia làm bốn, vết cắt cực kỳ bóng loáng, làm người ta nhìn mà phát lạnh. Loại thủ đoạn này, Tả Tử Mục chính mình toàn lực một kích cũng có thể làm được, nhưng muốn làm như nữ tử này nhẹ nhàng thoải mái như vậy, đó là tuyệt đối không thể, có thể thấy được đối phương công lực tuyệt đối ở trên mình. Vì thế hắn không do dự nữa, Quyết đoán nói, tả tử mục nguyện dẫn môn hạ đệ tử vào dưới trướng linh thứ cung, nghe theo sai khiến. Tốt lắm, ngươi nhớ kỹ, ta họ phù, đã vào dưới trướng linh thứ cung ta, từ nay về sau cũng sẽ không có vô lượng kiếm phái, chỉ có vô lượng động, về phần trưởng môn vị. Phù thánh sướng nhìn Tân Sông Thanh nói, liền do ngươi tới làm đi. Tân Sông Thanh mừng rỡ, vị trí trưởng môn vô lượng kiếm phái vốn do tả tử mục lãnh tụ đông tông đảm nhiệm hôm nay trời xuôi đất khiến được vị trí trưởng môn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Nguyên không có hứng thú với những chuyện xảy ra trước mắt, liền rời đi sớm. Lại nghe Phù Thánh Sứ nói. Đứng lại. Người của vô lượng kiếm phái ai cũng không thể đi. Trùng hợp, ta không phải người của vô lượng kiếm phái. Lục Nguyên cười khẽ một tiếng nói. Tân sông thanh thấy thế, vội tiến lên phía trước, nói rõ ngọn nguồn với Phù Thánh Sứ phụ thánh sứ nhướng mày nói ta mặc kệ ngươi là ai nói không được đi thì không được đi ta ngược lại là muốn xem ngươi có bản lĩnh gì dám tới ngăn cản ta hiện giai đoạn lục nguyên nguyên bản không muốn trêu chọc linh thứ cung người bất quá nếu đối phương đã lấn tới cửa chính mình cũng không có gì để nói trả lại là được không đợi phụ thánh sứ nói chuyện hai tỷ nữ linh thứ cung phía dưới đã cướp ra cầm song câu trong tay hướng lục nguyên đâm tới thẳng thắng mà nói, hai gã tỳ nữ này tuy là môn hạ của Linh Thứ Cung, võ công so với võ giả bình thường cũng cao hơn có hạn, lục nguyên sử dụng trường kiếm ra khỏi võ, sử dụng một chiêu thiên phong cạnh tú, kiếm ảnh một chia làm hai, hai chia làm bốn, hai nữ không thể thấy rõ một chiêu này của lục nguyên, bị một kiếm đánh rơi song câu, thu ngay tại chỗ. Hảo kiếm pháp, ngươi tên là gì? Phù thánh sứ hỏi. Ta tên lục nguyên, ngươi nhớ kỹ hắn ngược lại không ngại người của linh thứ cung biết tên của hắn tốt lắm lục thiếu hiệp tiếp chiêu đi phù thánh sứ lại xuất hiện hiển nhiên là muốn tìm lại nơi này so sánh với hai gã tỳ nữ kia võ công của vị phù thánh sứ này cao hơn không ít phóng tầm mắt ra giang hồ mặc dù không vào được hạng nhất cũng coi như là cao thủ hạng hai đứng đầu kiếm pháp của nàng tàn nhẫn bá đạo ngược lại là cùng thiên sơn đồng mổ tính cách cực kỳ tương xứng bá, bá, bá. Phù thánh sứ vận chuyển nội lực, liên tiếp đoạt ra ba kiếm, ba kiếm này nhanh hơn một kiếm, kiếm thế liên hoàn, cực kỳ bá đạo. Lục Nguyên thấy chiêu phá chiêu, sử dụng một chiêu núi non trùng điệp, núi non thấp thoáng, không thấy người thật, thoải mái ngăn trở công kích sắc bén của đối phương. Cứ như vậy, song phương lại hủy đi hai ba mươi chiêu, phù thánh sứ rõ ràng kỹ cùng, Lục Nguyên thấy thế, phút chốc quay đầu, đưa ra một kiếm, một kiếm này như mộng như ảo, chính là một chiêu kia ngọc bích tiên tung. Phù thánh sứ hiển nhiên không cách nào phá giải chiêu này của lục nguyên, bị lục nguyên bức lui, lúc phục hồi tinh thần lại, trường kiếm trong tay lục nguyên, đã đặt ngang cổ nàng, ba tất đất. Tỳ nữ linh thứ cung còn lại thấy thế, nhào nhào quá sợ hãi, đang muốn cứu người, đã thấy lục nguyên thu hồi trường kiếm, thân hình lui ra, phiêu nhiên đi xa. Đồng thời trong miệng cười nói. Linh thứ cung kiếm pháp cũng không gì hơn cái này, ngày sau lục mổ nhất định phải thân thượng thiên sơn phiêu miễu phong linh, lĩnh giáo đồng mổ cao chiêu. Tiếng nói chưa dứt, người này đã đi xa, thiên sơn đồng mổ tính ra cũng là trưởng bối sư môn của hắn, bởi vậy lục nguyên rốt cuộc cũng không có hạ tử thủ. Ta nhớ rõ trong linh thứ cung, có thiên sơn đồng mổ sưu tầm thiên sơn lục dương trưởng, thiên sơn chiếc mai thủ cùng bác hoang lục hợp duy ngã độc tôn công các loại tiêu giao phái tuyệt học, chờ ta tu vi thành công nhất định phải tới cửa độc. Trong lòng nghĩ như thế, thân hình cả người lại phiêu nhiên đi xa, chuyện nơi đây, hắn chuẩn bị rời khỏi đại lý, đi tới đại tống. Lục Nguyên nhớ rõ chính mình xuyên qua Ngọc Môn điều kiện tất yếu là thu được đầy đủ danh vọng, mà muốn dương danh nhanh nhất phương pháp, ai cũng như khiêu chiến thiên hạ cao thủ. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, trước Thiếu Lâm, sau Cái Bang. Hiện nay trên giang hồ thế hệ trẻ tuổi danh vọng nhật long không thể nghi ngờ là nam mộ dung bắc kiều phong mà hiện giờ trên giang hồ danh khí lớn nhất hai đại môn phái lại không thể nghi ngờ là thiếu lâm cùng cái bang những thứ này đều là mục tiêu khiêu chiến kế tiếp của hắn ngay khi lục nguyên sắp rời khỏi vô lượng sơn giữa núi rừng một đạo vang dội gian ngang gian ngang giống như tiếng trâu kêu hấp dẫn sự chú ý của lục nguyên đợi hắn theo tiếng nhìn lại trước mắt nhìn thấy là một con giống như cốc dài không quá hai tấc, toàn thân đỏ sẫm thắng máu, ánh mắt lấp lánh phát ra kim quang, thanh âm như trâu bò, toàn thân đỏ thắm độc vật. Vua vạn độc Mãn hào chu cáp Thiên Long thế giới, có hai đại dị thú chí độc, thứ nhất là chu cáp mãn quỷ, vì đoàn dự ăn bậy, khiến hắn đạt được thể chất bách độc bất xâm. Thứ hai là băng tạm ngàn năm, vì du thản mà có được, luyện thành băng tạm độc trưởng, khiến hắn từ một hạng người vô danh nhảy lên hàng ngũ cao thủ thiên hạ. Hôm nay đã có cơ duyên gặp được con ngao lỗ mãn này, lục nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hết chương này. Chương 9 Mãn cổ chu Cáp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Mãn hào chu cáp tu luyện Bắc minh thần công có được bách độc bất xâm, bắt nguồn từ Bắc minh chân khí bác đại tinh thâm, sau khi luyện Bắc minh thần công đến cảnh giới nhất định, Bắc Minh chân khí có thể tự động hộ thể, có được lực phòng ngự rất mạnh. Đến lúc đó không chỉ có thể bách độc bất xâm, còn có thể làm được đau thương bất nhập. Chỉ là trước mắt lục nguyên, hiển nhiên còn chưa đạt tới cảnh giới này, hoặc là bởi vì nội lực còn chưa đủ thâm hậu duyên cớ, Bắc Minh chân khí hộ thể công năng, cần hắn chủ động kích phát mới được. Huống chi, có chút kịch độc, là hạ ở trong thức ăn, một khi nuốt vào trong bụng, Lục Nguyên cũng không biết Bắc minh chân khí có thể hay không khởi đến giải độc tác dụng. Nghĩ đến nghĩ lui, vẫn là nuốt, mãn hào chu ngao này tương đối đáng tin cậy, thể chất bách độc bất xâm, cùng chân khí hộ thể hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới đây, Lục Nguyên chậm rãi có ý nghĩ, hắn suy nghĩ một chút, đem chính mình tùy thân mang theo, dùng để trữ nước hồ lô lấy ra, đem trong đó nước đổ đi, sau đó chậm rãi hướng mãn hào chu cáp tới gần. Con mãng xà chu cấp này hiển nhiên không nhận ra ác ý của lục nguyên, đang dặn co với một con rết lưng đen dài tám chín tấc, hai bên du đấu trong chốc lát, mãng xà chu cấp tìm đúng cơ hội, phun ra một ngụm độc vật màu đỏ nhạt. Sau khi con rết kia trúng chiêu, co lại thành một đoạn, không nhúc nhích nữa. Chu cấp mãn hào nhảy lên người con rết, đang muốn hấp thụ độc tố trên người con rết lưng đen, lục nguyên nhắm chuẩn cơ hội, cầm hồ lô trong tay chụp xuống đầu. Giang ngang gian ngang. Con cốc lông xù này, đột nhiên gặp nguy hiểm, cũng không thấy hắn có động tác gì, quyết đoán phun ra một ngụm sương mù màu đỏ thẫm bao phủ lục nguyên. Đây chính là kịch độc ngay cả con rết lưng đen cũng có thể độc lực, cho dù là cao thủ nhất lưu tiếp xúc với khói độc này, cũng phải nuốt hận tại chỗ. May mắn, lục nguyên vốn có Bắc minh thần công, dưới sự kích phát chủ động của hắn, Bắc minh chân khí bao phủ quanh người, vô hình khí kình trực tiếp đem sương độc màu đỏ bài khai, mãn hào chu cấp thấy thế, liền muốn nhảy ra đào tẩu, lục nguyên lấy bắt minh thần công cách không đánh ra một chưởng. Hắn rốt cuộc sẽ không phách không chưởng phát lực kỹ xảo, một chưởng này thuần là lấy nội lực áp người, có thể nói là thập phần lãng phí, bất quá hiệu quả ngược lại là vô cùng tốt. Mãn hào chu cấp rõ ràng bị hắn hùng hồn chưởng lực chấn đến choáng ván đầu óc, lục nguyên nhắm chuẩn thời cơ, trực tiếp đem mãn hào chu cấp thu vào trong hồ lô. Giang ngang Giang ngang Lúc mãn hào chu cáp mới vừa bị bắt còn không ngừng kêu to, thấy không có bao nhiêu hiệu quả, kêu kêu cũng liền hành quân lặng lẽ, nhưng vẫn ở trong đó thỉnh thoảng nhảy lên, cực lực dãy dùa. Lục Nguyên mặc dù bắt được con cóc này, nhưng sử dụng như thế nào lại làm cho hắn hao tổn tâm trí, theo nguyên tác ghi lại, tự hồ chỉ có ăn sống nuốt sống mới có hiệu quả, nghĩ đến muốn đem một con cóc sống nuốt sống vào trong bụng, Lục Nguyên liền cảm thấy từng trận ghê tởm. Rốt cuộc chưa từng nghiên cứu qua độc dược, hắn thiếu kinh nghiệm trong phương diện này. Nếu là có tin túc phái thần một Vương Đỉnh thì tốt rồi, có thể hỗ trợ luyện hóa độc vật, bất quá thần Mộc Vương Đỉnh hiện tại phỏng chừng còn ở Đinh Xuân Thu trong tay, nước xa cứu không được lửa gần A. Trong lúc do dự, Lục Nguyên đột nhiên nhớ tới. Trên tay hắn tự hồ còn có một quyển độc kinh lấy được từ chỗ tư không huyền ban chủ thần nông Bang, lập tức trực tiếp lật xem. Ở trên bản đọc kinh này, Lục Nguyên phát hiện, nuốt sống độc vật đích xác có căn cứ, đối với người thường mà nói, nếu là ăn độc chất do độc trùng độc thú trên người tinh luyện, nếu không có thuốc giải, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu nuốt sống chất độc, chỉ cần khoan miệng, cổ họng, thực quản và dạ dày không có nội thương, vậy thì hoàn toàn không có gì đáng ngại. Con cốc này tuy là thiên hạ kỳ độc, vào dạ dày cũng không ngại, ngược lại sẽ bị dịch dạ dày của bản thân cơ thể con người biến thành. Đối với chu cáp mà nói, dịch dạ dày của cơ thể con người ngược lại là kịch độc. Hiểu rõ các trung đạo lý, Lục Nguyên cũng mặc kệ buồn nôn hay không buồn nôn, sau khi xuống núi, tìm một chỗ thành trấn, y theo từ thần nông ban lấy được độc kinh, phối mấy bộ mê dược, chỉ đợi thuốc hôn mê này chích con mãn hào chu cáp, liền đem trực tiếp nuốt vào. Nào biết chu cáp mãn hào này không hổ là vua vạn độc, bất kỳ mê dược nào cũng không có tác dụng, Lục Nguyên suy nghĩ nửa ngày, trong lòng nảy ra một kế, đổ rượu mạnh tử lâu dùng để chiêu đãi khách vào trong hồ lô. Rượu không phải độc vật, chu cáp mãn hào ngâm trong đó một hồi, liền choáng ván không nhúc nhích nữa. Lục nguyên nhân cơ hội lấy rượu mạnh này làm mồi, nuốt một ngụm chu cáp mãn hào vào trong bụng. Sau khi chu cáp vào dạ dày, cũng không lâu lắm, lục nguyên chợt cảm thấy trong bụng có một đoàn nhiệt khí tới dương, giống như liệt hỏa, ở trong bụng thiêu đốt lên, lục nguyên biết đây là luyện hóa chu cáp mãn hào sau đó, hình thành khí huyết tinh hoa vì thế liền khoanh chân ngồi trong phòng khách dẫn dắt cổ khí chí dương này lấy lộ tuyến hành khí của bắc minh thần công làm đại chu thiên vận chuyển sau khi công hành cửu chuyển cổ khí chí dương này hóa thành một dòng nước ấm tự nhiên trung khí hải hội nhập vào tứ chi bách hài lúc này lục nguyên chỉ cảm thấy cả người thoải mái giống như tắm hơi một lần sau đó liền khôi phục như thường lục nguyên biết đây chắc là do thân thể hấp thu một thân tinh hoa của chu cát hóa thành thân thể bách độc bất xâm thành tựu trăm độc bất xâm chi thể ở thế giới võ hiệp kim dung có thể còn nhìn không ra có bao nhiêu chỗ tốt dù sao võ giả giang hồ trong kim thư coi hạ độc là thủ đoạn ti tiện người dùng rất ít nhưng ở thế giới cổ long võ hiệp hạng người hạ độc dùng độc quả thực nhiều như cá trích qua sông có lẽ bà lão bên đường hài đồng trên đường đều là cao thủ dùng độc làm người ta khó lòng phòng bị bây giờ có thể chất bực này Lục Nguyên liền không bao giờ cần lo lắng địch nhân dùng độc vật đến đối phó hắn nữa. Đại lý vẫn là quá nhỏ, kế tiếp, là thời điểm đi vào giang hồ chân chính, kiến thức càng nhiều phong cảnh võ đạo. Một ngày này, Lục Nguyên ở trên thành trấn thuê một con ngựa già làm công cụ đi bộ, dọc theo đại đạo một đường đi về phía trước, hướng đại lý thành mà đi. Đi tới nửa đường, Lục Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy có hơn 10 kỵ đuổi theo một người mặc áo đen, lụa đen che mặt nữ tử, hướng quan đạo phía trước đường núi, chạy như bay mà đi. Nhìn thiếu nữ áo đen kia lại nhìn thấy vài bà lão hình dung khác nhau đuổi theo phía sau, khuôn mặt xấu xí, lục nguyên biết, đây chắc là tình tiết một quyển thanh bị mẹ của vương nữ yên là vương phu nhân phái người đuổi giết. Rốt cuộc là em gái của đoàn dự, lục nguyên suy nghĩ một chút, vẫn đuổi theo. Trên sơn đạo, bình bà bà cùng thủy bà bà thủ hạ của vương phu nhân xuất lĩnh một đám thủ hạ, cuối cùng vây quanh một quyển thanh người mệt ngựa mệt mặt rộng mà ngắn tràn đầy nếp nhăn lông mày trắng rũ xuống thụy bà bà trước hung tận nói tiểu tiện nhân lần này xem ngươi hướng nơi nào trốn một uyển thanh không nói gì đôi mắt to trong veo như nước kia gắt gao nhìn thụy bà bà lộ ra lãnh đạm cùng lãnh ý đối với bất cứ chuyện gì trên đời cũng không quan tâm thụy bà bà bị Mộc uyển thanh nhìn thoáng qua cả người phát lạnh ngoài mạnh trong yếu nói nhìn cái gì nhìn Hôm nay bà bà ta liền muốn đem ngươi kia một đôi chiêu tử móc ra. Lập tức kêu gọi thủ hạ, cũng không để ý cái gì giang hồ quy củ, trực tiếp vây quanh. Một uyển thanh vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ hoảng hốt, mắt thấy một hồi ác đấu là không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ cách đó không xa truyền đến nói: Các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ một tiểu cô nương nhà, tính là bản lĩnh gì? Nói chuyện, tự nhiên là Lục Nguyên. Xú tiểu tử, tuổi không lớn lắm, cũng muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không sợ mất mạng sao. Bình bà bà này bộ dạng vô cùng xấu xí, Lục Nguyên nhìn có chút buồn nôn nói. Chỉ là nhìn một con heo mập khi dễ một tiểu nữ tử nũng nịu, không vừa mắt thôi. Tiểu tử thối, muốn chết. Bình bà bà nhất thời giận dữ, vùng song đao trong tay chém thẳng về phía Lục Nguyên, kình phong từng trận, đối phương hiển nhiên có một thân nội lực không tầm thường đáng tiếc, vu lục nguyên vô dụng. Một kiếm hàng quan, hai ngựa giao thoa, trường kiếm lục nguyên ra khỏi vỏ, chính là một kiếm cầu vòng quán nhật, sau đó trả kiếm vào vỏ. Biểu tình của hắn vẫn phong khinh vân đạm như trước, nhưng bình bà bà giao thủ lại từ trên ngựa ầm ầm rơi xuống, bộ vị ngực bụng máu tươi đầm đìa, trọng thương sắp chết. Một kiếm chi uy, lệnh trên tràn mọi người, lâm vào biến sắc. Hết chương này. Chương 10 đẹp này thanh dương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Nhẹ nhàng dám quản chuyện của Thái Hồ Vương gia ta. Thụy bà bà vừa gọi một tiếng, cho người tiến lên điều tra thương thế của bệnh bà bà, vừa trợn mắt nhìn lục nguyên. Ta là ai, ngươi còn không xứng biết, thức thời mau cút đi, miễn cho dơ bẩn tiểu gia tay. Hảo tiểu tử, mọi người cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử thúi này cho ta, vừa nói xong, Thụy bà bà dẫn đầu, vung gậy sắt trong tay thẳng hướng lục nguyên đập lục nguyên thấy cô vung gậy sắt cử trọng nhược khinh liền biết võ công của đối phương rõ ràng còn cao hơn bình bà bà một bậc hơn nữa mọi người hợp lực hiển nhiên là muốn chém chết loạn đao của lục nguyên đáng tiếc bọn họ không biết chính là nhân số ở lục nguyên trước mặt không hề có ý nghĩa vẹt một tiếng trường kiếm ra khỏi võ lục nguyên thúc giục trường kiếm phân quan hóa ảnh liên tiếp đâm ra ba kiếm một chiêu thiên phong cạnh tú đem ba người đối diện một kiếm phong hầu mấy ngày nay lục nguyên nghiên cứu vô lượng kiếm pháp đem nguyên bản hơn hai mươi chiêu vô lượng kiếm pháp chia ra dung hợp cuối cùng tinh giản thành bốn chiêu chiêu thiên phong cạnh tú này được một chữ hoặc kiếm quan hóa ảnh hoặc địch trong lúc vô hình lúc trước khiến cho một chiêu cầu vòng quán nhật được một chữ nhanh một kiếm kia chỉ có một chiêu đâm nhưng tốc độ cực nhanh địch nhân chưa kịp phản ứng, đã trúng chiêu. Lại có một chiêu, chính là hôm nay Lục Nguyên sử dụng núi non trùng điệp, lấy một chữ biến, một kiếm này Lục Nguyên đem gia nhập tam điệp lục sơn, chín loại biến hóa. Một kiếm xuất ra, có thể tùy tâm sở dục công kích địch nhân trên trung dưới ba đường, trong khoảnh khắc, Lục Nguyên liền đem Thụy bà bà kêu lên mười mấy người đánh chết. Về phần một kiếm tinh diệu nhất, Ngọc Bích Tiên Tung, trên sân còn không người đáng giá hắn ra một chiêu này bá. Một kiếm đâm ra, kiếm như sao băng, bởi vì cái gọi là một chiêu tiên, ăn khắp trời, một thức cầu vòng quán nhật, xuyên qua khe hở khúc sắc thủy bà bà vung ra, đâm trúng vị trí bụng dưới của đối phương, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, làm đối phương mất đi chiến lực. Thấy khí tức đối phương suy yếu, lục nguyên tiến lên trước sau hấp thu một thân công lực của thủy bà bà và hòa bà bà, sau đó, giết người diệt khẩu. Nguyên tác bên trong, mạng đà sơn trang vị vương phu nhân kia vốn là tính tình cực đoan động một chút giết người còn dùng người chết làm phân bón dưỡng trà hoa nàng những thủ hạ này đều là đồng lõa trên tay đều nhiễm không ít mạng người giết người như vậy lục nguyên tự giác không thẹn với lương tâm sau đó lục nguyên lại nhìn về phía một Uyển thanh chỉ thấy đối phương thản nhiên nói một câu xen vào việc của người khác rồi sau đó cưỡi lên con ngựa yêu thích của nàng hoa hồng đen nghênh ngang rời đi đúng là một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Lục Nguyên không cho là lạ, cô nương này đẹp thì đẹp, từ nhỏ vẫn tiếp nhận sự giáo dục của mẫu thân, tu la đao, tần hồng miên, nam nhân trong thiên hạ không có một thứ tốt, cho rằng Lục Nguyên có ý đồ gì với nàng, đối với Lục Nguyên không giả bộ, cũng là bình thường. Lục Nguyên thấy vậy, lắc đầu, sờ sờ con ngựa hư của hắn nói. Ngựa con, vẫn là người tốt nhất, không trời không bỏ ta. Sau đó xoay người lên ngựa, tiếp tục lên đường. cứu một quyển thanh chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trên đường lục nguyên, ngược lại từ trên người thụy bà bà, bình bà bà có được một thân nội lực, cho lục nguyên niềm vui ngoài ý muốn. Hai độc phụ này tuy nói tính cách ác liệt, nhân phẩm thấp, một thân nội lực lại ngoài ý muốn không tệ, lại cho lục nguyên chuyển hóa Bắc minh chân khí tu vi 10 năm. Bất quá vừa nghĩ tới trong mạng đà sơn trang, có vô số tàn thư, lan hoàng phúc địa, từ vô lượng sơn chuyển qua, lục nguyên cũng thoải mái hơn vừa nghĩ tới lan hoàng phúc địa lục nguyên liền nghĩ tới vô số bí tịch võ công cất giấu bên trong trong này mặc dù thiếu hụt các loại thần công tuyệt học như hàng long thập bát chưởng dịch cân kinh lục mạch thần kiếm nhưng võ công các phái cái gì cần có đều có lục nguyên có khả năng đã gặp qua là không quên được nếu có thể xem qua quần thư nhất định có thể thu hoạch tràn đầy chờ rời khỏi đại lý trạm thứ nhất liền chọn ở tô châu đi yến tử ổ còn thi thủy cát mạng đà sơn trang lan hoàng phúc địa đều là địa phương tốt a à. như thế lại đi nửa ngày cách đại lý thành dĩ nhiên không xa thấy sắc trời đã tối lục nguyên chuẩn bị tìm một chỗ khách sạn nghỉ ngơi vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa bên cạnh quan đạo có một cái dịch quán đơn sơ lập tức đi vào dịch quán trùng ngựa bên trong lục nguyên ngoài ý muốn thấy được một con toàn thân đen nhánh dị thường thần tuấn cao đầu ngựa nhận ra đây là một quyển thanh tòa kỵ chẳng lẽ một quyển thanh cũng ở chỗ này Nghĩ tới đây, Lục Nguyên trực tiếp đi vào dịch quán bên trong, trước mắt chứng kiến, một cái lụa đen che mặt, bóng lưng thon thả, thân hình thước tha nữ tử một mình một người, ngồi ở trước một cái bàn, không phải một quyển thanh, lại là người phương nào. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Nguyên, một quyển thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Lục Nguyên cũng không để ý, gọi một bàn rượu và thức ăn, bắt đầu thưởng thức. Hắn là một cái sẽ không để cho mình ủy khuất người, có gần 50 năm bắt minh chân khí bàn thân, giờ phút này lục nguyên võ công đương thuộc thế gian nhất lưu, thiên hạ to lớn, đại khả đi được. Kể từ đó, lục nguyên lại càng sẽ không ủy khuất chính mình trên ăn uống, miệng lớn ăn thịt, uống rượu ngon, đào quan kiếm ảnh, khoái ý ân cừu, nghĩ đến đây chính là giang hồ mị lực A. Đây là lần thứ hai Mộc Uyển Thanh nhìn thấy lục nguyên, thấy đối phương thật sự đang ăn cơm, hờ hững với mình, cô không khỏi sinh ra một loại cảm giác khác thường người trước mắt này, tự hồ thật sự không có lòng mơ ước với mình. Lục Nguyên cũng không nghĩ tới một uyển thanh tiểu cô nương này lúc này đã là tâm tư bách chuyển, dùng xong cơm tối, hắn đang chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này, cửa lớn của dịch quán bị người đá văng ra, một hán tử kỳ dị râu tóc đều trương, đầu to mắt nhỏ, thân trên tráng kiện, chân dưới thon gầy đi vào. Hán tử xấu xí này đi tới, nhìn quanh bốn phía, khi hắn nhìn thấy một uyển thanh, nhè răng cười một tiếng nói. Tiểu nương bì, ta hỏi ngươi, tiểu sát thần tôn tam bá có phải ngươi giết hay không? Phải thì sao? Một quyển thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy thì đừng trách lão tử không khách khí. Không có lên đường cắt miệng cá sấu, hán tử xấu xí gặp tay liên tục điểm, ra tay cực nhanh, tuyệt không phải võ nhân bình thường có thể so sánh. Hán tử xấu xí này lại là một vị nhất lưu cao thủ. Vèo. 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 từ lúc người này tiến vào một quyển thanh liền đề phòng đợi đối phương ra tay một quyển thanh vội vàng từ trong tay áo bắn ra mấy mũi tên độc đánh về phía mặt hắn hán tử xấu xí tùy ý vung lên dễ dàng đem độc tiễn đánh rơi đối với cao thủ như hắn mà nói ám tiễn đã thương người cơ hộ rất khó có tác dụng oanh sau đó hán tử xấu xí đánh ra một quyền bàn ăn trước người một quyển thanh nhất thời chia năm sẻ bảy hán tử xấu xí võ công cực cao một quyền này chỉ là quyền phong đã đem một quyển thanh bước vào tuyệt cảnh sau đó hắn lại đánh ra một chưởng một chưởng này nương theo chưởng phong mãnh liệt có thể thấy được uy lực to lớn mắt thấy một quyển thanh nguy trong sớm tối lục nguyên thở dài sau đó trường kiếm ra khỏi võ hướng phía sau hán tử xấu xí công tới tiểu tử lão tử đã sớm chờ ngươi hán tử xấu xí giống như sau đầu có mắt lại biến chiêu dùng miệng cá sấu cắt mạnh về phía lục nguyên nam hải ngạc thần nhạc lão tam một trong tứ đại ác nhân của hắn ở trên giang hồ cũng là nhân vật vang dội vừa mới vào sân a miêu a cẩu chung quanh đã sớm chạy không thấy bóng dáng tiểu tử này còn đang bình tĩnh uống rượu dùng bữa trong đó tất có mờ ám quả nhiên bị hắn thử ra hung thần ác sát nhạc lão tam liền dùng đầu của ngươi làm ta dương danh thiên hạ đá lót chân đi lục nguyên trong mắt tinh quan chợt lóe trường kiếm hoành không kịch chiến hết sức căng thẳng hết chương này